Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 174 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Và rồi hắn dốc toàn lực một chiêu, vốn muốn đối phương không thể xác định. Nhưng cửu trọng thiên cường giả quả nhiên không dễ đối phó. Mặc dù thần binh đã bị phá hỏng, nhưng Nga Bác Duệ vẫn thừa dịp chạy thoát. Động Thiên Phúc Địa không phải là môn phái sở trường về thân pháp, nhưng thân pháp Nga Bác Duệ thi triển quả nhiên cường đại, tựa hồ ngay cả Hoàng Tuyển lão tổ cũng không hơn gì. Cũng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng cảm thán. Cường giả bước vào nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới mấy trăm năm qua, quả nhiên không còn bất cứ nhược điểm gì. Nhìn Ngao Bác Duệ không chút nào giấu được vẻ kinh hãi, Hạ Nhất Minh hai tay tắp sau lưng cao giọng nói: "Không sai, là quang ám hợp bích." Ngao Bác Duệ nhìn Hạ Nhất Minh thật sâu, chậm rãi gật đầu nói: "Hay cho một chiêu quang ám hợp bích, có thể thua vì lực lượng này cũng không tính là oan uổng." Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, cười nói: "Hạ mỗ bất quá chỉ phá hủy của Ngao huynh một kiện thần binh mà thôi, thắng bại chưa phần, cần gì phải nói thế." Ngao Bác Duệ ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt không chút nào giữ lại sự phẫn nộ ban đầu. Nhìn Hạ Nhất Minh, lão tỉnh táo nói: "Hạ huynh, nếu người đã dung hợp thành công quang ám lực lượng, có thử nữa cũng không còn ý nghĩa, lão phu nhận thua." Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên chút kỳ quái, nghĩ không ra vị Động Thiên Phúc Địa lão tổ này lại sảng khoái nhận thua như vậy, điều này cũng gần như trò đùa rồi. Với kinh nghiệm tấn gia nhân đạo đỉnh cấp trăm năm, nếu nói không có tuyệt kỹ ẩn giấu, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin. Âm thanh từ lỗ ly đột nhiên vang lên. Ngao huynh nói không sai. Nếu Hạ huynh đã dung hợp quang ám, trận này không cần phải đánh nữa. Hạ Nhất Minh nhíu mày, nhưng chỉ một nháy mắt đã giãn ra. Hai vị không cần nói thế. Quang ám hợp bích của Hạ mỗ vẫn chưa hoàn toàn thành thạo. Nếu tiếp tục, kết quả thắng bại chưa thể nói được. Ngao Bác Duệ lặng lẽ cười, trong giọng nói mang theo cảm khái không nói thành lời. Ngày trước, lão tổ tông khai sáng ngũ hành môn từng nói qua. Quang ám hợp bích của phương Tây chỉ cùng ngũ hành hợp nhất của phương Đông mới có thể chống lại. Nga mỗ mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết vô duyên phi ngũ hành thân thể, càng không đem ngũ hành hợp nhất, bởi thế chỉ có thể nhận thua. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, thì ra vẫn còn duyên cớ như vậy. Tại phương Đông, ngũ hành lão tổ địa vị trí cao vô thượng, vì này đã khai sáng đệ nhất môn phái ngũ hành môn truyền thường hàng năm, lời nói của lão tới hôm nay vẫn còn sức ảnh hưởng. Lúc trước, Hoàng Tuyển lão tổ không chiến mà lui, hẳn cũng bởi những lời này. Từ Lỗ Ly ôm quyền thi lễ với Hạ Nhất Minh nói: "Hạ huynh, người vốn sở hữu ngũ hành thân thể, không biết vì sao lại tu luyện quang ám hợp bích, chẳng lẽ có liên quan tới Phất Lăng Khắc Lâm cùng Gia Phỉ Nhị Đức?" Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu nói: "Không sai, có liên quan tới bọn họ. Nếu như không phải gặp hai người kia phong xuất quang ám hợp bích, Hạ Nhất Minh tại Quỷ Khốc Lĩnh sao có thể xuất hiện suy nghĩ hợp nhất hai lực lượng này?" Ngạ Bác Duệ sắc mặt khẽ biến nói: "Người đã cùng với hai vị cường giả phương Tây giao thủ?" Hạ Nhất Minh ngạo nghễ cười, cũng không trả lời, mà Tử Lỗ Ly cười khò một tiếng nói: "Ngao huynh, giáo hoàng bệ hạ cùng hắc ám nghị trưởng phương Tây đã vẫn thân rồi." Những lời này như âm thanh long trời lở đất vang bên tai Ngạ Bác Duệ. Hai vị cường giả đồng giai với lão vẫn thân, tin tức này quả là kích thích bọn họ tới không thể tưởng tượng. "Cái gì? Bọn họ đã chết rồi?" Ngạ Bác Duệ hỏi lại. Tử Lỗ Ly chăm chú gật đầu nói: "Hai người bọn họ hẳn là chết trong tay Hạ huynh." Ngạ Bác Duệ gương mặt không nhịn được run lên. Hạ Nhất Minh hắn làm sao có thể giết được hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả? Bản thân lão vừa rồi làm gì, không ngờ hướng quái vật này khiêu chiến. Mơ hồ, Ngạ Bác Duệ cảm thấy trong lòng ngực một cỗ hàn khí bốc lên. Cảm giác không cam lòng khi nãy đã biến mất không còn dấu vết. Cảm giác này trăm năm qua lão chưa từng cảm nhận. Sợ hãi. Cảm giác này cơ hồ đã biến mất, lúc này đột nhiên xuất hiện trong lòng. Hạ Nhất Minh đón ánh mắt Tử Lỗ Ly tươi cười, sau đó nói: "Không sai, hai người bọn họ chết trong tay Hạ mỗ." Cổ tay hắn run lên, ngũ hành hoàn lập tức xuất ra. Quang mang lóe lên, hắc ám toàn liên cùng quang minh trưởng, hai kiện thần khí mô phỏng theo đó xuất hiện.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không thể sử dụng ngũ hành lực lượng, nhưng ngũ hành hoàn đã bị hắn quang hóa, không gian bên trong vẫn có thể điều khiển được. Bất quá, sau khi hắn đem đồ vật ra, đã không tiếp tục mở miệng nữa. Hai vị cường giả phương Tây mặc dù chết trong tay hắn, nhưng trước đó, đồng bọn của hắn cũng không quanh tay đứng nhìn. Sở dĩ có thể đánh chết hai người, trừ thực lực của hắn còn có sự giúp sức của Bạch Mã cùng thần đạo ngưng huyết nhân. Nếu không, bằng thực lực vừa tấn giai chưa tu luyện qua ám hợp bích, quả thật không thể giết chết hai người này. Tử Lỗ Ly cùng Ngao Bác Dệ liếc mắt nhìn nhau, hai kiện thần binh quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến bọn họ không còn chút nào hoài nghi mà trong lòng chợt phát lạnh. Hai vị cường giả phương Tây quả nhiên đã chết, hơn nữa người xuống tay đang đứng trước mặt họ lúc này. Ngao Bác Dệ trên mặt hiện lên vẻ khổ não nói: "Tử huynh, việc này ngươi đã biết, vì sao không nói một tiếng?" Những lời này của lão có đôi chút oán giận. Quả thật nếu đã sớm biết chuyện này, cho dù lão tức giận hơn nữa cũng không dám mở lời khiêu chiến. Trên thế giới có bao nhiêu nhân đạo đỉnh cấp cường giả, đa phần bọn họ đều quen biết lẫn nhau hoặc từng giao thủ, căn bản không ai nắm chắc đánh chết đối phương tại chỗ. Mà Hạ Nhất Minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã thịt luộc hai vị, chuyện này thật sự khó tin. Nhất thời, địa vị của Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ đã để thăng không hạn chế. Tử Lưỡi Ly đưa tay cầm lấy Quang Minh Trưởng. Hạ Nhất Minh cũng không cản trở mà chỉ tủm tỉm cười. Dưới tình huống này, Tử Lỗ Ly tuyệt đối sẽ không tham hai kiện thần khí mô phỏng, bởi thế hắn rất yên tâm. Phất Lan Khắc Lâm. Tử Lỗ Ly giọng điệu đầy cảm khái nói tiếp: "Năm đó, lão phu từng cùng hắn gặp nhau tại Quỷ Khốc Lĩnh, Nam Cương tranh hùng, sau đó trăm năm tranh đấu không dấy một lần, nghĩ không ra." Lão lắc đầu, nhìn Quang Minh Trượng trong tay, thật có cảm giác nhiệt vật nhớ người. Mặc dù Phất Lan Khắc Lâm là địch nhân, một khi biết hắn đã chết, bất luận thế nào cũng không tránh khỏi hai chữ khoái trá. Nhưng một khi biết đối thủ vẫn thần, trong lòng vẫn không khỏi có cảm khái vạn phần. Ngạo Bác Duệ đi tới trước Hắc Ám Tỏa Liên, lão cũng không cầm kiện thần binh này trong tay, chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt biểu tình không khác Tử Lỗ Ly. Hạ Nhất Minh vừa thấy điều này, biết rõ bọn họ đã gặp nhau nhiều lần. Cho dù trong lòng ước đối phương sớm chết đi, nhưng nhiều năm tranh đấu không tránh khỏi cảm giác thương xót. Hạ Huỳnh, hai vị cửu trọng thiên phương Tây lúc này đã chết, đám người còn lại có rơi vào nội loạn không? Ngạo Bác Duệ cảm thán hồi lâu, đột nhiên hỏi thăm. Vị lão nhân này ngũ khí đã hoàn toàn bình phục, trước mặt Hạ Nhất Minh cũng không có nửa điểm xấu hổ, tựa hồ như người vừa cùng hắn chiến đấu cuối cùng nhận thua không phải là lão. Khí độ trầm ổn như vậy khiến Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm cảnh giác. Trộm nhìn về hướng Tử Lỗ Ly, thấy vị cường giả đồng danh này đối với biểu hiện của Ngạo Bác Duệ không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất như hết thảy là đương nhiên, Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm cảm khái. Mặc dù tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới trình độ này, nhưng so về phương diện ra mặt thì còn xa mới sánh bằng các lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Đối với câu hỏi của Ngạo Bác Duệ, Hạ Nhất Minh cười cười nói: "Hạ mỗ tại thần điện giết chết Phất Lan Khắc Lâm liền lập tức rời đi. Về phần nơi đó có nổi loạn hay không, quả thật tại hạ không biết." Ngạo Bác Duệ sắc mặt khẽ biến nói: "Hạ huynh trước thần điện Tây Phương giết chết Phất Lan Khắc Lâm sao?" Tử Lỗ Ly ánh mắt lóe lên tia kỳ dị. Hai người bọn họ hiểu rõ trước thần điện giết chết Phất Lan Khắc Lâm khó khăn cỡ nào. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự có thể giết chết giáo hoàng bệ hạ trước cửa thần điện, như vậy thực lực của hắn đủ để tất cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả phải kinh hãi. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị gật đầu nói: "Phất Lan Khắc Lâm mặc dù điều động quang lực lượng, nhưng đáng tiếc lực lượng này đối với ta vô dụng." Ngạo Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi không nói thành lời. Phất Lan Khắc Lâm quả nhiên phát động lực lượng thủ hộ thần điện, nhưng không cách nào tổn thương Hạ Nhất Minh, cuối cùng còn thắng mạng. Như vậy, nếu bọn họ tại môn phái cũng hành động như vậy, kết quả sẽ ra sao? Nghĩ tới điều này, trong lòng bọn họ đột nhiên phát lạnh. Nếu Hạ Nhất Minh nguyện ý, chẳng phải có thể chém giết tất cả các cường giả đồng giai, mà lực lượng thủ hộ của môn phái cũng theo đó biến mất. Trong Thông Thiên Bảo Tháp, có ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả đều tự động hồi xuống. Nơi này vốn Tử Lỗ Ly thường ngày bế quan, trừ khi có cường giả ngang hàng lão tới, nếu không sẽ không mở cửa. Bất quá lúc này, Tử Lỗ Ly cũng không chút keo kiệt mở cửa tiến vào. Bất luận lão bằng hữu lâu năm Ngạo Bác Duệ hay Hạ Nhất Minh lần đầu gặp mặt cũng tuyệt đối có tư cách này. Trước mặt ba người bọn họ bày một bình trà xanh, Ngạo Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly với mấy thứ này có đôi chút thưởng thức, nhưng đối với Hạ Nhất Minh không khác gì trong ngậm mẫu đơn, nửa điểm cũng không nhận biết. Sau khi biết được Hạ Nhất Minh đại phá quang thần lực, tại thần điện đánh chết Phất Lan Khắc Lâm, thái độ hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả đối với hắn biến hóa thần kỳ.
Cùng với một canh giờ trước hai bên gặp mặt, thái độ của hai người này chuyển biến rõ rệt. Hơn nữa, thái độ này ngay cả ba người Hắc Đồng cũng có thể cảm ứng được. Đây chính là biến hóa do chênh lệch thực lực mang lại. Hạ Nhất Minh trong lòng mọi người là một cường giả mấy tấn giai, lúc này đã biến thành tồn tại vô địch đồng giai. Bởi thế, sau khi chứng minh được điều này, thái độ của hai người thay đổi không tầm thường. Lúc này, Ngã Bác Duệ buông chén trà xuống, hai mắt ẩn hiện quang mang nói. Lúc này toàn bộ cường giả đứng đầu Tây Phương đã vẫn lạc, đúng là tin tốt. Nếu chúng ta phát động đại quân cường công, có lẽ sẽ thu hoạch lớn. Hạ Nhất Minh hai mắt khẽ động, đột nhiên nói. Ngao Huỳnh, nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây bất quá chỉ có hai người. Nhưng cường giả phương Đông như mây, vì sao cuộc chiến tại Bình Nguyên mấy năm trước lại do phương Tây khơi mào? Mấy năm trước, Đông Tây đại chiến mới khiến quỷ khốc lĩnh mở ra. Lúc đó, Hạ Nhất Minh còn tưởng lực lượng đứng đầu hai bên tương đương. Lúc này mới biết được cả phương Tây chỉ có hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả mà thôi. Đã như vậy, vì sao bọn họ còn dám chủ động khiêu chiến? Chẳng lẽ thật sự can đảm như vậy sao? Ngạ Bác Duệ cười khổ một tiếng nói. Hạ Huỳnh, phương Tây mặc dù chỉ có hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng phương Đông chúng ta cũng chỉ có ba người. Hơn nữa trong đó, một người chưa bao giờ để ý tới cuộc chiến này, đó là Cát Ma Phàm Thủ. Hạ Nhất Minh lúc này mới liếc Tử Lỗ Ly một cái. Vị tông chủ Linh Tiêu Bảo Điện này bất đắc dĩ cười nói. Bổn môn cùng Nam Cương Lưu Ly Đảo, Tây Bắc Thiên Chỉ, Bắc Cương Băng Cung quả thật có mình ước. Nhưng mình ước kia không phải nhắm vào phương Tây mà là Bắc Hải Băng Đảo. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, tỷ ra nguyên nhân là chỉ có cường giả Đông Tây, còn các thế lực khác chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tử Lỗ Ly lắc đầu nói. Ngao Huỳnh, nếu 10 năm trước tin tức này xuất hiện, chúng ta đương nhiên có thể liên tục phát động Tây Trình. Nhưng lúc này, cơ hội kia không thể bỏ qua. Ngạ Bác Duệ do dự một chút, rốt cuộc thở dài nói. Thật sự đáng tiếc. Rất hiển nhiên, vị lão nhân này cùng Tử Lỗ Ly nói chính là cuộc chiến Tây Trình không thể xảy ra. Hạ Nhất Minh ánh mắt đảo qua hai người. Hôm nay hắn đã hiểu hai vị này tại thế giới phương Đông chiếm vị trí nào. Nếu hai người bọn họ phát động Tây Trình, như vậy cả thế giới phương Đông sẽ không ai có thể làm trái quyết định này. Cho dù Vũ Gia Lão Tổ lúc trước còn sống lại cũng đồng dạng không được. Tại phương Đông, Linh Tiêu Bảo Điện cùng Động Thiên Phúc Địa khi đã quyết định liên thủ, không còn ai có thể ngăn cản bọn họ. Có lẽ vị thiên hạ đệ nhất thích khách Hoàng Tuyển Lão Tổ có thể khiến bọn họ kiêng kỵ, nhưng chỉ cần bọn họ không thuận đường thảo phạt cửu u, vị tổ tông thích khách này cũng sẽ không can thiệp hành động của họ. Nhưng lúc này, hai người đều buông tha cơ hội tốt, đủ để Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn vẻ tiếc nuối trong mắt hai người này, Hạ Nhất Minh khẽ động. Có thể để bọn họ buông tha ý định, có lẽ chỉ có một lý do. Ngàn năm băng đảo. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói từng chữ. Ngà Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly ánh mắt trao đổi. Tử Lỗ Ly nghiêm mặt nói. Hạ Huỳnh, nếu là trước đây, chúng ta cũng không dễ dàng tiết lộ. Nhưng lúc này người đã thành công tấn giai, cũng coi như đủ tư cách tham gia chuyện này. Hạ Nhất Minh lập tức tập trung tinh thần. Hắn biết điều kế tiếp mà đối phương nói hẳn là bí mật của ngàn năm băng đảo. Băng đảo, đây là hy vọng duy nhất để nhân đạo đỉnh cấp cường giả có thể đột phá lên thần đạo. Nếu trước đây Hạ Nhất Minh không quan tâm lắm đến điều này, thì lúc này hắn không tiếc mọi giá để có thể tiến lên băng đảo. Thần toán tử của quý phái chính là đệ nhất thần toán được cả thiên hạ công nhận. Từ trăm năm trước, hắn đã tính ra thời điểm băng đảo xuất hiện. Ngay sau đó, chúng ta lập tức ước định quy củ khi giao đấu. Tử Lỗ Ly chậm rãi nói, năm đó bởi phương Tây xa xôi nên chúng ta không thể báo qua. Bất quá quy củ này bọn họ cũng biết. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Tử Huỳnh, ngươi vừa mới nói thời cơ không tốt, chẳng lẽ băng đảo sắp xuất hiện? Tử Lỗ Ly trong ánh mắt hiện lên quang mang nói, thần toán thuật có lẽ không sai, nhưng băng đảo này vô cùng quỷ dị. Bởi thế thần toán tử chỉ tính thời điểm gần sát mà thôi. Căn cứ vào quan sát của băng tiếu thiền, thời điểm băng đảo xuất hiện có lẽ sớm hơn dự tính. Ánh mắt Hạ Nhất Minh vô cùng ngưng trọng. Hắn biết đây mới chính là mấu chốt vấn đề. Cần bao lâu? 1 đến 5 năm tới. Tử Lỗ Ly không chút do dự nói. Hạ Nhất Minh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, không sai, Đông Tây quả thực không thể khai chiến. Nếu băng đảo xuất hiện trong khoảng 1 năm nữa, như vậy cuộc chiến này phải chấm dứt trong 1 năm. Nhưng Đông Tây đại chiến quy mô, một năm e rằng chuẩn bị còn không kịp. Mỗi 1 năm dứt điểm trận tử chiến, trừ khi tất cả binh lính phương Đông trở thành tiên thiên cường giả thì mới có khả năng. Ngà Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly không phải không muốn, nhưng chỉ bằng thực lực bọn họ chinh phục cả phương Tây e rằng còn lâu. Tử Lỗ Ly đột nhiên thở dài nói,
Lúc trước chúng ta tới băng cung cũng đã thương nghị chuyện ngàn năm băng đảo, nhưng cũng không có tâm tư gọi hai vị cường giả phương Tây cùng cắt ma phàm thủ. Nghĩ không ra, cuối cùng bọn họ nghi thần nghi quỷ mà mất đi tính mạng. Hà Nhất Minh trong mắt trợn tròn, hắn không thể tin vào tai mình. Bằng Tiếu Thiên gọi toàn bộ nhân đạo đỉnh cấp cường giả trong thiên hạ lại, chỉ có ba người kia không gọi. Muốn nói không giấu giếm dã tâm, cố ý tách ba người kia ra, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng tuyệt đối không tin. Chỉ là nghe những lời Tử Lỗ Ly dường như không phải vậy. Nga Bắc Duệ cũng than nhẹ một tiếng nói, nghĩ không ra đám tiểu nhân kia hiểu lầm, cuối cùng có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu sớm biết hậu quả này, không bằng yêu cầu bọn họ tới Bắc Hải băng cung là được. Tử Lỗ Ly khẽ lắc đầu nói, Phật Lan Khắc Lâm tới cũng không sao, nhưng Cắt Ma Phàm Thủ cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức hai người đều tu luyện hắc ám lực lượng, nếu tới gần băng cung, hậu quả không phải ai cũng gánh chịu được. Nga Bắc Duệ do dự một chút, khẽ gật đầu công nhận. Hà Nhất Minh nghe không hiểu, rốt cuộc không nhấn lại được hỏi, hai vị, trong này có gì hiểu lầm sao? Hai vị cửu trọng thiên cường giả nhìn nhau cười nói, Hạ huynh có chuyện không biết, chúng ta đáp ứng lời mời tới Băng Hải Băng Cung là vì Băng Tiếu Thiên tìm được nhân tài trời sinh thể chất đặc biệt. Vốn Băng Tiếu Thiên tự mình tự tung tự tác, cướp từ tay chúng ta thiên tài địa bảo, trong 30 năm nhất định có thể khiến người đó tiến giai ngũ khí tôn giả. Nhưng đáng tiếc. Lão đắc đầu thỏa dài nói, lúc này băng đảo phát sinh đột biến, bởi thế Băng Tiếu Thiên không thể chờ đợi thêm. Hắn muốn chúng ta cùng tới băng cung trợ giúp người kia trong 3 năm tấn giai ngũ khí tôn giả. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời biến ảo khó lường. Hắn lập tức biết rõ vị nhân tài trong lời Tử Lỗ Ly chính là Viên Lễ Huân. Bởi vì sử dụng băng dịch cùng với cải biến gen, nên thể chất Viên Lễ Huân có thay đổi nghiêng trời lệch đất, thích hợp với tu luyện công pháp hàn băng. Mà cũng vì thể chất đặc biệt này, nên Viên Lễ Huân bị Bắc Hải Băng Cung nhìn trúng, cuối cùng gia nhập môn phái lớn nhất băng cương này. Tính là được 4-5 năm thời gian rồi. Trong 4-5 năm này, trên nghề hắn xảy ra rất nhiều chuyện khó tin. Trong đó biến hóa lớn nhất là từ tam hoa cảnh giới, hắn đã tiến vào nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, hắn đã không phải sợ hãi điều gì. Mà cùng lúc này, Viên Lễ Huân trên Bắc Cương cũng mang tới tin tức khiến hắn kinh hỉ. Hít sâu một hơi, Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi, Tử huynh, người kia có thành công hay không? Mặc dù Hà Nhất Minh từ vẻ mặt của lão có thể đoán ra, nhưng không nhịn được hỏi một tiếng. Tử Lỗ Ly cười ngạo nghễ nói, 6 cường giả nhân đạo đỉnh cấp tập hợp lại, còn có Kỳ Lân Thánh Chủ tự mình hộ pháp. Nếu còn không thể làm cho nàng tấn giai ngũ khí tôn giả, như thế 6 người chúng ta có thể buông tha băng đảo được rồi. Lão dừng một chút nói, đám người lão phu vốn tưởng 3 năm mới có thể thành công, nhưng thể chất người này vô cùng đặc biệt, bất ngờ chỉ 1 năm đã thành công quang hóa băng lăng kính, thần khí phòng chế chấn băng cùng. Hà Nhất Minh hai mắt sáng ngời thì thào nói, quả nhiên thành công. Giờ phút này trong lòng hắn dạt dào cảm xúc, hắn không thể nhìn thấy người ấy, đem toàn bộ nhớ nhung trong 4 năm bộc lộ ra. Hắn quay đầu nhìn lại phương bắc xa xôi, trong lòng khó kiềm chế được. Lại nói, sau khi thấy được vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, hai vị cường giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ sớm đã biết Viên Lễ Huân có quan hệ cùng Hạ Nhất Minh, bất quá trước đó bọn họ cũng không để trong lòng. Dù sao với những người đứng đầu thế giới, cho dù là ngũ khí tôn giả, nhưng chỉ cần chưa tiến ra liên nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới sẽ không được bọn họ chú ý. Bất quá lúc này, chẳng những Viên Lễ Huân có địa vị quan trọng vô cùng, mà chủ yếu hơn là Hạ Nhất Minh đã nắm giữ lực lượng sánh ngang với bọn họ, thậm chí còn cao hơn một bậc. Bởi vậy chuyện này hai người vô cùng chú tâm. Hít một hơi thật sâu, Hà Nhất Minh đem kích động trong lòng áp chế xuống. Theo sau, hắn hướng hai người khẽ gật đầu nói, Tử huynh, Ngao huynh, Hà mẫu có chuyện muốn nói, xin hai vị có thể cho biết. Hai vị cửu trọng thiên cường giả sắc mặt khẽ biến, đồng thời nói, Hạ huynh cứ nói. Bọn họ nghe ra trong lời nói của Hà Nhất Minh đầy thành ý, bởi thế mơ hồ trong lòng cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Mặc dù thái độ này khiến trong lòng bọn họ không tránh khỏi cảm giác xấu, nhưng hai người vẫn một mực áp chế xuống. Hạ mộ biết vì sao các vị có thể giúp nàng tiến vào ngũ khí cảnh giới. Hà Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng, thậm chí còn hơn lúc luận bàn với Ngao Duệ Bác rất nhiều. Tử Lỗ Ly trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lão cười nói, chuyện này cũng không có gì phức tạp. Nếu Hạ huynh có thể thu thập xong ngũ hành thần lực, xin Kỳ Lân Thánh Chủ giúp đỡ, như vậy hai người có thể liên thủ cũng có thể làm được điều này. Hà Nhất Minh trong lòng khẽ động, cung kính nói, xin Tử huynh nói rõ. Tử Lỗ Ly lúc này thoải mái hơn rất nhiều. Người kia nắm giữ hàn băng thể chất, mà băng lực lượng mặc dù không thuộc ngũ hành lực lượng, nhưng cũng không thoát khỏi ngũ hành luân hồi.
Nếu tìm được người có hàn băng thể chất, hơn nữa chuẩn bị cho người đó một kiện hàn băng thần binh siêu cấp, có khả năng người đó sẽ quang hóa thành công. Tử Lỗ Ly nói tới đây, âm thanh nghiêm túc hẳn. Bất quá, muốn cho người này ngưng tụ thủy hệ tam hòa, hơn nữa quang hóa thành công cũng không dễ dàng. Gương mặt Hạ Nhất Minh khẽ nhăn lại, thầm nghĩ chuyện này không phải nói nhảm sao. Đừng nói tam hoa tiên thiên đã không dễ dàng, cho dù tôn giả bình thường, mấy trăm năm chưa chắc có thể ngưng xuất hiện. Tử Lũ Ly cũng không biết Hạ Nhất Minh thầm mắng, lão nói tiếp. Muốn để người này quang hóa thần binh thành công, nhất định phải tập trung đủ ngũ hành thần lực. Lấy ngũ hành thần lực chế tạo một không gian đặc biệt. Trong thế giới này phải có thủy hệ làm trụ cột trong luân hồi. Chỉ tại hoàn cảnh này mới có thể dựa vào thể chất băng hàn mà quang hóa thần binh. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Tử huynh, chẳng lẽ năm người các ngươi một mực duy trì ngũ hành không gian? Tử Lỗ Ly khẽ gật đầu nói. Không sai, chúng ta tại băng cung một năm, mỗi một giây một phút đều lo lắng, sợ nhất sơ sẩy, sau đó lộ uổng phí công phu. May là đại gia hòa kia đồng tâm hiệp lực, hơn nữa người kia cũng kiên cường, bởi vậy một năm đã có thể quang hóa thành công. Nếu không e rằng mấy người chúng ta chưa chắc có thể kiên trì thêm. Hàn Nhất Minh lúc này đảo mắt qua, ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Tại băng cung liên tục duy trì ngũ hành không gian một năm, nghị lực cùng với tu vi võ đạo như vậy vô cùng cường hãn. Ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không dám nói mình có quyết tâm như vậy hay không, càng đừng nói tới bốn người phối hợp duy trì ngũ hành không gian. Ngọc Bác Duệ hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, tự hồ với cuộc sống một năm kia có vẻ phần cảm khái. Mấy lão bất tử chúng ta duy trì ngũ hành không gian mặc dù gian khổ, nhưng ngũ hành lực lượng dù sao cũng có tính tương sinh. Bởi thế chỉ bằng mấy người chúng ta cùng chút thần lực còn con cũng miễn cưỡng chống đỡ 3 năm. Bất quá tên Kỳ Lân Thánh Chủ kia khổ hơn nhiều. Tử Lỗ Ly khẽ gật đầu nói. Kỳ Lân Thánh Chủ nhận lời mời mà tới, không chỉ đáp ứng bảo vệ an toàn cho chúng ta, hơn nữa thời khắc trước khi quang hóa thành công còn trợ giúp một tay. Đây mới chính là mấu chốt. May mà lão gia hòa kia cũng không khiến chúng ta thất vọng. Nếu không mất đi cơ hội này, người kia không biết bao lâu mới có thể tấn giai ngũ khí tôn giả. Hạ Nhất Minh trong lòng tò mò nói. Tử huynh, Kỳ Lân Thánh Chủ đã làm gì? Hắn sử dụng nhân thú hợp nhất, đem ý niệm người kia dẫn phát ra. Chỉ khi có được ý niệm của mình mới có thể quang hóa thành công. Tử Lỗ Ly chăm chú nói. Hạ Nhất Minh suy tư hồi lâu, nghĩ tới bản thân mình cùng Bạch Mã tương thông, rốt cuộc cũng có điều lĩnh ngộ. Đầu Kỳ Lân Thánh Thú kia hẳn có được năng lực thần kỳ nào đó có thể dẫn phát ý niệm của nhân loại. Kỳ thực tình huống này tại độ đẳng nhất tộc cũng không hiếm thấy. Sau khi đạt tới thánh giả, một khi thánh thú cộng sinh của họ tiến dài, như vậy bản thân họ cũng ngưng xuất ý niệm. Trong đó ví dụ cụ thể nhất chính là Linh Dương Đại Thánh Giả đã giao thủ cùng với Hạ Nhất Minh. Lão chính là bởi linh tượng tiến dài mà cũng ngưng xuất ý niệm thành công. Bất quá, có thể để nhân loại không phải đồng bọn của mình ngưng xuất ý niệm, đầu Kỳ Lân Thánh Thú kia nắm giữ năng lực quả thật cường đại. Khẽ nhẩm tính, 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng một đầu siêu cấp thánh thú mất thời gian 1 năm để giúp Viên Lễ Huân trùng kích ngũ khí cảnh giới. Đãi ngộ này từ sau niên đại thần đạo tuyệt đối chưa người nào được hưởng. Bất quá, Hạ Nhất Minh rất nhanh ổn định tinh thần, hỏi tới vấn đề hắn quan tâm. Tử huynh, không biết sau khi nàng quang hóa thần binh thành công, trong thân thể có ẩn họa nào không? Tử Lỗ Ly không chút do dự nói, điều này tuyệt đối không thể. Lão có chút không cao hứng nói, chúng ta không tiếc mọi giá giúp đỡ người đó trùng kích ngũ khí cảnh giới mà không phải hành động giết gà lấy trứng. Hạ Nhất Minh lúc này mới có chút yên tâm, bất quá cũng biết trên đời không có chuyện ngồi không mà hưởng. Viên Lễ Huân tuyệt đối không có mị lực khiến 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng một đầu thánh thú dốc hết sức như vậy. Bọn họ nếu đã làm như thế hẳn là có liên quan tới ngàn năm băng đảo. Tử huynh, Hạ Mẫu muốn biết thêm, các ngươi đề nàng tân giai ngũ khí tôn giả, hơn nữa quang hóa đệ nhất thần binh lợi khí của băng cung, băng lăng kính, rốt cuộc có mục đích gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, với thực lực của nàng, cho dù là ngũ khí tôn giả, nhưng so với nhân đạo đỉnh cấp cường giả hà nói còn kém quá xa, hẳn không có tác dụng gì mới đúng. Tử Lỗ Ly cười khỏ một tiếng nói, Hạ huynh, trước đây ngươi chưa tấn giai nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, nên có một số chuyện chưa biết. Lão dừng lại giây lát nói, kỳ thực truyền thuyết băng đảo từ lúc thần đạo biến mất đã lưu truyền hậu thế. Hơn nữa truyền thuyết này bắt đầu từ di thư của các cao thủ thần đạo. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, thành khẩn nói, xin Tử huynh nói tiếp. Tử Lỗ Ly khẽ gật đầu nói, 5.000 năm trước không biết vì nguyên nhân nào, các thần đạo cao thủ trong thiên hạ tập trung tại Bắc Cương. Trước khi bọn họ rời đi cũng từng để lại một phong thư.
nếu trăm năm không quay lại, có thể mở bức thư này ra. Kết quả, bọn họ thật sự không quay lại. Nói tới đây, vị cửu trọng thiên cường giả này không nhịn được thở dài một hơi. Hàn Nhất Minh trong lòng chấn kinh, lúc này hắn mới biết không phải các cao thủ thần đạo vô duyên vô cớ biến mất mà sớm đã có dự cảm, hơn nữa chuẩn bị thích đáng. Chỉ là dù Hạ Nhất Minh nghi nát óc cũng không biết có chuyện gì khiến tất cả tập trung một chỗ. Hơn nữa nhiều thần đạo cường giả như vậy mà không nắm chắc có thể trở về, thậm chí để lại di thư. Trăm năm sau, những đại phái chúng ta mở di thư ra. Kết quả không ngạc nhiên khi trong đó nhắc tới Bắc Cương Bằng Cùng. Tử Lỗ Ly nghiêm nghị nói, sau khi đọc di thư đó, các môn phái đều cử người tới Bắc Cương tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng cho tới 20 năm sau mới phát hiện, băng đảo đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người muốn đi lên băng đảo, nhưng đáng tiếc không ai thành công. Cứ như thế, một năm sau băng đảo biến mất. Hạ Nhất Minh trong đầu vô cùng thắc mắc, nếu như điều này không phải từ các cường giả trước mặt nói ra, hắn thật không thể tin tưởng. Chuyện này giống như huyền huyễn, muốn người khác tin thật khó. Khẽ thở dài một hơi, Ngạ Bác dậy tiếp lời. Hạ Huỳnh, sau đó các đại môn phái trong thiên hạ đều đặc biệt chú ý tới Bắc Cương băng đảo. Hơn nữa mấy ngàn năm qua tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Trên mặt lão mơ hồ có một tia chờ đợi nói. Băng đảo ngàn năm mới xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, thiên địa đều xảy ra biến hóa. Bất quá điểm quan trọng nhất là sau vài ngàn năm thử nghiệm, chúng ta cũng tìm ra cách để tiến vào băng đảo. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên. Hắn lập tức hiểu ra đây hẳn liên quan tới thể chất lễ huân. Các vị tiền bối sở dĩ không thể tiến vào băng đảo là vì ở đó có một kiện thần khí thủ hộ. Khi thần đạo cao thủ biến mất, không ai có thể đột phá thần khí này. Ngạ Bác dậy chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại. Hắn cố áp chế tâm trạng nói. Thần khí nào? Băng hệ đệ nhất thần khí, băng lăng kính. Thần khí? Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến hỏi lại. Trên thế giới này, mặc dù đám người Tử Lỗ Ly, Ngạo Bác Rể đều biết có thần khí tồn tại, nhưng bọn họ cũng từ các con đường khác nhau tìm hiểu được chỗ đáng sợ của thần khí. Nhưng những người này cho dù là hiểu hết bao nhiêu cũng không thể sánh bằng Hạ Nhất Minh, vì trong ngũ hành hoàn của hắn vốn cất giấu thần khí Cửu Long Lô. Hòa hệ đệ nhất thần khí này có bao nhiêu uy lực, Hạ Nhất Minh là người biết rõ nhất. Ngay cả thụ thần thủ hộ động thiên phúc địa dưới sự công kích của nó cũng đại thương. Nếu tại Bắc Hải băng đảo xuất hiện thần khí băng lăng kính chân chính, e rằng uy lực cho dù kém hơn Cửu Long Lô nhưng cũng không kém quá xa. Loại lực lượng như vậy, đừng nói ngũ khí tôn giả, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng đừng mong chống cự. Nhìn sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trầm xuống, hai lão hồ ly đương nhiên biết trong lòng hắn lo lắng gì. Ngạo Bác Duệ ho nhẹ một tiếng nói, Hạ Huỳnh, băng lăng kính là khẩn thí thủ hộ băng đảo, mà mục đích của chúng ta cũng không phải phá vỡ nó, chỉ muốn trong phạm vi thủ hộ của băng lăng kính mở ra một thông đạo mà thôi. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói, Ngao Huỳnh, ngươi không biết uy lực thần khí tuyệt đối không thể tưởng tượng, ta cũng không cho rằng một ngũ khí tôn giả lại có năng lực này. Hắn dừng một chút nói, việc này ta tuyệt đối không đồng ý. Ngạo Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly đồng thời nhíu mày. Lúc trước bọn họ mặc dù đã nghe qua Hạ Nhất Minh tại Nam Cương Lưu Ly đảo thành công tấn giai cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng một người vừa tiến giai khi đối mặt với 6 vị cao thủ đồng giai có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Bởi thế bọn họ không để ý tới cảm giác Hạ Nhất Minh. Nhưng lúc này khi hắn thi triển quang ám hợp bích, bọn họ cũng chính mắt thấy được lôi điện. Ý nghĩ này nhất thời phải thay đổi. Người này có thể đánh chết 2 vị Tây Phương cường giả. Như vậy khi đối mặt với những vị cửu trọng thiên khác, nếu lựa chọn công kích, sẽ có vài người không thoát được độc thủ của hắn. Tử Lỗ Ly than nhẹ một tiếng nói, Hạ Huỳnh, lão phu biết ngươi cùng Viên Cô Nương có quan hệ, nhưng ngươi cũng biết lúc này Viên Cô Nương đã quang hóa thành công băng hệ thần khí phòng chế băng lăng kính. Trước khi nàng quang hóa thành công thần binh này, cũng đã đáp ứng yêu cầu mở ra thông đạo trên băng đảo. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói, yêu cầu này là điều kiện trao đổi phải không? Tử Lỗ Ly cùng với Ngạo Bác Duệ không nói một lời, đương nhiên đồng thời cam chịu. Kỳ thực, nếu đổi lại là nhân đạo đỉnh cấp cường giả khác, những người còn lại căn bản không thèm quan tâm tới ý nghĩ của hắn. Đối với Cửu Trọng Thiên cường giả mà nói, nếu ta giúp ngươi, ngươi nhất định phải vì ta. Nếu muốn mở ra thông đạo, nhất định phải có một người thể chất băng hàn, sử dụng thần khí mô phỏng băng lăng kính. Bởi vậy bọn họ không tiếc mọi giá cũng phải trợ giúp Viên Lễ Huân tấn giai ngũ khí tôn giả. Nhưng lúc này phong vân đột biến, Hạ Nhất Minh đột nhiên quật khởi, khiến kế hoạch này rối loạn. Bọn họ có thể không cần chờ Viên Lễ Huân xuất ra ý niệm của ngũ khí tôn giả, cũng có thể không nhìn thấy một người vừa mới tiến giai cửu trọng thiên. Nếu như Hạ Nhất Minh thật sự là người bình thường vừa tiến giai,
như vậy bọn họ không ngại liên thủ truy sát. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh không ngờ đối mặt với hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả lại có thể giết chết. Điều này nếu bọn họ không kiêng kỵ mới lạ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói. Về việc này, sau này Hạ Mỗ sẽ tự mình tới băng cùng, sẽ cấp cho băng Tiếu Thiên một câu trả lời. Bất quá, việc để Lễ Huân mạo hiểm không cần phải nhắc lại nữa. Hai vị cửu trọng thiên sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ngạ Bắc Duệ thở dài một tiếng. Hạ Huỳnh, xin ngươi bỏ qua cho. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại nhìn Ngao Bác Duệ. Vị lão già này không ngờ nhìn thẳng hắn không chút né tránh với ánh mắt đầy thành khẩn. Hạ Huỳnh, vì có thể tiến vào ngàn năm băng đảo, mấy lão bất tử chúng ta đã hao tổn rất nhiều. Toàn bộ gia sản cũng đã dốc hết. Lúc này vì để viên cô nương đột phá, chẳng những mỗi người luyện khí hao tổn, hơn nữa thiên tài địa bảo đã sử dụng không sợi. Ngao Bác Duệ chậm rãi nói, âm thanh không cao mà trầm thấp. Thần đạo cảnh giới lúc này là đích cuối cùng của mọi người trong thiên hạ theo đuổi. Mà băng đảo chính là cơ hội duy nhất trong đời của chúng ta. Nếu Hạ Huynh ngăn cản việc này, cũng chính là kẻ địch của cửu trọng thiên cường giả trong thiên hạ. Bởi thế, Ngạ Bác Duệ đứng lên, nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu, thành khẩn nói. Xin Hạ Huynh bỏ qua cho. Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ phát lạnh, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ đối phương. Đám cửu trọng thiên cường giả hao tổn khí lực bồi dưỡng viên Lễ Huân trở thành ngũ khí tôn giả, cuối cùng cũng là phục vụ mục đích tiến lên băng đảo. Lúc này chật vật lắm mới thành công. Nếu có người ngăn cản bọn họ, chẳng khác nào chặt đứt con đường tấn giai của những người này. Bất luận là ai cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy. Khẽ nhắm mắt, Hạ Nhất Minh lặng lặng suy nghĩ lại. Trong đầu hắn lướt qua vô số ý nghĩ, chủ yếu vẫn là đi tới Bắc Cương băng cung đoạt lại viên Lễ Huân. Sau đó bọn họ trốn ra biển, tùy ý một hòn đảo lẩn trốn, qua vài năm sẽ trở về. Như vậy, những nhân đạo đỉnh cấp cường giả khác có tức giận cũng không thể làm gì. Chẳng qua, ý nghĩ này nhanh chóng bị bỏ qua. Nếu như hắn mang theo viên Lễ Huân rời đi, hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng Tây Bắc Thái Thương huyện vẫn còn có một Hạ Gia Trang đó. Nếu những người này lửa giận bạo phát lên Hạ Gia Trang, như vậy cho dù san bằng nó cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Mặc dù những người này cũng có cơ nghiệp lớn, bọn họ không làm ra chuyện này, nhưng Hạ Nhất Minh không dám mạo hiểm. Mơ hồ, trong đầu Hạ Nhất Minh không khỏi bức xúc, khí tức trên thân thể bạo phát ác liệt. Hai người Ngao Bác Duệ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn ngồi yên, nhưng bên trong thân thể chân khí không ngừng vận chuyển, tùy thời có thể tránh xa. Tuy nói, Hạ Nhất Minh cùng hai người này có quan hệ, chỉ cần hắn không điên cuồng, bất kể phải trái sẽ không ra tay đánh lén bọn họ, nhưng chuẩn bị kỹ càng vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ngay cả Tử Lỗ Ly cũng lo lắng, chỉ là không phải sử dụng Thông Thiên Bảo Tháp ngăn cản Hạ Nhất Minh, mà nghĩ sau khi hắn ra tay sẽ lập tức tránh xa để không gây họa cho đệ tử trong môn phái. Một lúc sau, dưới sự để ý của hai người, Hạ Nhất Minh rốt cuộc mở mắt, trầm giọng hỏi: "Hai vị, nếu để Lễ Huân sử dụng thần khí mô phỏng đối chọi cùng thần khí chân chính, hậu quả ra sao?" Hai người Ngao Bắc Duệ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hạ Nhất Minh không trầm mặt tại chỗ, tức là vẫn có con đường thương lượng. Nếu có thể để hắn đồng ý cho viên Lễ Huân mở thông đạo, như vậy điều kiện gì bọn họ cũng có thể đáp ứng. Hạ huynh yên tâm. Tử Lỗ Ly khẳng định, băng lăng kính mặc dù là băng hệ đệ nhất thần khí, nhưng với người có băng hàn thể chất không tạo bất cứ thương tổn nào. Ngược lại, viên cô nương còn có thể đạt được chỗ tốt. Hạ Nhất Minh giật mình nói, vì sao ngươi biết? Trong cổ tịch có ghi lại, tại niên đại thần đạo, tổng cộng có 3 người nắm giữ băng hàn thể chất, trong đó 2 vị có may mắn trở thành chủ nhân băng lăng kính. Mà vì còn lại, mặc dù tu vi võ đạo không cao, nhưng sau khi gặp băng lăng kính, được băng thần lực dịch cân tẩy tủy, chỉ trăm năm ngắn ngủi, từ hậu thiên tu luyện giả tiến vào ngũ khí cảnh giới. Tử Lỗ Ly trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ không chút nào che giấu nói: "Người có thể chất băng hàn gặp thần khí băng lăng kính chỉ có chỗ tốt, không có bất cứ thiệt hại nào." Hạ Nhất Minh trong lòng nhất thời buông lỏng, hắn biết Tử Lỗ Ly không có khả năng nói dối. Ngạ Bác Duệ mỉm cười nói: "Hạ huynh, kỳ thật nguy hiểm không phải không có. Nếu ngươi lo lắng, lúc đó không ngại hãy cùng chúng ta tới băng đảo bảo hộ viên cô nương." Hạ Nhất Minh cười vang nói: "Cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ Ngao huynh đã chỉ bảo." Ngoài miệng hắn nói khách khí, nhưng trong lòng sớm đã có quyết định, bất luận thế nào cũng phải khám phá bí mật của băng đảo. Nếu như hết thảy đều như bọn họ nói, băng lăng kính trên băng đảo có thể giúp viên Lễ Huân có nhiều chỗ tốt, như vậy hắn cũng không ngăn cản. Nhưng nếu ngược lại, hắn liều mạng đắc tội với tất cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Chỉ là một khi nghĩ tới 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng một đầu siêu cấp thánh thú, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi phát lạnh. Dựa vào bản thân hắn,
Bạch Mã cùng thần đạo ngưng huyết nhân liệu có thể ngăn cản những người này liên thủ. Mấy ngày sau, Hà Nhất Minh cáo biệt đám người kim chiến dịch trở lại Tây Bắc. Nhưng hắn không biết sau khi rời đi chưa bao lâu, tin tức về trận đấu của hắn với Ngao Bác Duệ đã lan truyền khắp thiên hạ. Đồng thời, tên tuổi của hắn đã đạt tới tình trạng không thể cao hơn nữa. Trong vài tháng ngắn ngủi đó, có vô số tin tức chuyển tới cả thế giới phương Đông. Trong đó khiến kẻ khác kinh ngạc nhất chính là hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây đã vẫn lạc. Hai vị này, một người vẫn thân tại Nam Cương, mà người còn lại càng khoa trương hơn, vẫn thân ngay trước thần điện sao huyệt của mình. Khi tin tức này truyền ra, cả thế giới phương Đông giống như bát nước lạnh bắn vào trong biển mỡ, lập tức vang động. Cơ hồ mỗi một thế gia truyền thừa trăm năm cùng các đại phái lớn nhỏ đều bàn bạc về tin tức này. Mặc dù chuyện này nghe có chút khó tin, nhưng không ai dám hoài nghi vì tin tức này phát ra từ Linh Tiêu Bảo Điện. Môn phái đệ nhất phương Đông này phát tin, quả thật rất khó khiến người ta hoài nghi. Bất quá, điều làm người ta giật mình chính là phương Đông vừa xuất hiện thêm một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa, hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây vẫn lạc trong tay người này. Một người vừa mới tấn giai cửu trọng thiên, không ngờ nắm giữ thực lực cường đại như vậy, thậm chí có thể đánh chết hai cao thủ đồng giai. Chiến tích này đưa mắt cả thiên hạ, tuyệt đối khó gặp. Theo sau, một lời đồn khoa trương hơn từ phương Đông chậm rãi khuếch tán khắp thiên hạ. Đó chính là tại Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Điện lão tổ Ngao Bắc Duệ đại nhân từng cùng vị tân cửu trọng thiên kia luận bàn. Kết quả, bọn họ không phải đánh tính nghiêng trời lệch đất mà rất nhanh đã kết thúc. Không ngờ là vị tân cửu trọng thiên cường giả kia đánh cho Động Thiên lão tổ thua không phục khẩu phục. Lời đồn này chính miệng những đệ tử trông coi nơi luyện công truyền ra ngoài. Kỳ thực, với tu vi võ đạo của đám người Hạ Nhất Minh, Ngao Bác Duệ, đó không phải đám đệ tử chưa đạt tới tiên thiên cường giả này hiểu được. Bọn họ trong lúc chiến đấu, đối với các đệ tử bình thường này mà nói, quả thực như huyền huyễn, căn bản không nhìn ra ai thắng ai thua. Bất quá cuối cùng, Ngao Bác Duệ chính miệng nhận thua. Hơn nữa Tử Lỗ Ly cũng công nhận kết quả này, bởi vì bọn họ có thể khẳng định. Chỉ là vài người không chủ tâm để lộ cho bằng hữu lấy oai, không ngờ càng truyền càng xa, không cách nào khống chế. Ngay từ đầu cũng không có ai tin tưởng lời đồn này, đặc biệt là đám đệ tử Động Thiên Phúc Địa càng khinh thường hơn. Bọn họ mặc dù thừa nhận Hạ Nhất Minh lợi hại, nhưng đối với lão tổ nhà mình vẫn có niềm tin. Nhưng theo thời gian, Ngao Bác Duệ vẫn bảo trì im lặng, không đồng ý đứng ra sửa chữa, dần dần mọi người chấp nhận tin tức này. Theo sau, lời đồn như cơn gió lan ra tới tất cả tai của tu luyện giả phương Đông. Ba chữ Hạ Nhất Minh chính thức cao tới trời, thậm chí phân nửa các gia tộc cổng môn phái cam chịu thần phục cường giả đệ nhất này. Trong kinh thành, Vũ Mạc Phi xanh mặt nghe tin tức thuộc hạ báo cáo. Lúc này, Vũ gia sớm đã không còn là Vũ gia vài tháng trước. Sau khi biết người đứng đầu Vũ gia lão tổ mất mạng, địa vị Vũ gia đã bị uy hiếp cực hạn. Mặc dù lúc này, Ngao Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ly không có chỉ định hoàng thất mới, nhưng chỉ cần người sáng suốt cũng biết Vũ gia đã không còn. Vũ Không Trần đứng vỗ một cái lên mặt bàn, cố chân khí chuyển tới chấn nó thành vụn gỗ. Hạ Nhất Minh không ngờ lại tiến dài, Vũ gia chúng ta không thể xuất hiện được nữa. Âm thanh từ miệng vị tôn giả trẻ tuổi này rất khẽ, nhưng phảng phất vẻ tuyệt vọng, cùng tâm tình vĩnh viễn mang theo cửu hận. Khi nhận được tin Hạ Nhất Minh thành công tấn giai cửu trọng thiên cảnh giới, nó như chậu nước lạnh hát vào lò than, cho dù lửa giận còn lớn hơn cũng bị dập tắt. Vũ Vô Thường thở dài một tiếng, nghĩ tới giao dịch lúc trước cùng Hạ Nhất Minh kim chiến dịch trên bình nguyên, trong lòng lão mơ hồ phát đau. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, khi đó có phải liều mạng cũng để hắn vĩnh viễn nằm tại quỷ khốc lính. Chỉ là lúc này hối hận cũng đã muộn. Thúc, ngài xem chúng ta phải làm gì? Vũ Vô Thưởng thu liếm tinh thần, trầm giọng hỏi. Vũ Mạc Phi do dự trong giây lát, ánh mắt lão khẽ chuyển nói. Tập hợp thành viên trong gia tộc, nói cho bọn họ rời khỏi Trung Kinh, chúng ta đi nơi khác. Vũ Vô Thường sắc mặt đại biến nói, Thúc, Hoàng Tuyền lão tổ đã từng nhận lời bảo hộ chúng ta tại Trung Kinh. Vũ Mạc Phi hừ lạnh một tiếng nói, trước khác, nay khác. Nếu như Hạ Nhất Minh vẫn là ngũ khí tôn giả, Hoàng Tuyền lão tổ ra mặt, cả thế giới phương Đông không thể không nể mặt. Nhưng lúc này chẳng những Hạ Nhất Minh tấn giai cửu trọng thiên cảnh giới, lại có thể giết chết hai vị cao thủ đồng giai. Đưa mắt khắp thiên hạ, ai cũng công nhận hắn là đệ nhất. Lúc này còn trông vào Hoàng Tuyền lão tổ vì chúng ta ra mặt sao? Vũ Vô Thường trên trán mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Đạo lý này đương nhiên hắn hiểu rõ. Chỉ là Vũ gia tại Trung Kinh đã trăm năm, mà nơi này chính là sào huyệt của Vũ gia. Chỉ cần bọn họ ở đây một ngày, sẽ có lúc Đông Sơn tái khởi.
nếu ngay cả nơi này cũng phải bỏ qua, chẳng phải chủ động rời khỏi tầng lớp cao nhất của đại lục, ngày sau muốn phất cờ khởi nghĩa sẽ tốn thêm càng nhiều tinh lực. Vũ Mạc Phi đảo mắt nhìn qua bọn họ, thở dài nói: nếu trên đời này đã xuất hiện quái thai như Hạ Nhất Minh, đó chính là số mệnh của Vũ gia chúng ta. Lúc này việc duy nhất Vũ gia có thể làm được chính là hết sức bảo vệ đời sau tránh xa tầm mắt Hạ Nhất Minh. Có lẽ ngày sau Vũ gia chúng ta còn có thể trở lại. Nói tới đây, ngay cả Vũ Mạc Phi cũng xuất hiện chút lo lắng. Đại lục phương Đông cạnh tranh khốc liệt, một khi rời khỏi vòng tròn này còn muốn bước lại, hao tổn tâm huyết khí lực há nhỏ sao? Chỉ là tới lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Thúc, chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào sao? Vũ Vô Thường thì thào hỏi. Hắn nói những lời này kỳ thật có tâm vô lực. Bản thân hắn cũng biết được, trước mặt Hạ Nhất Minh lúc này, trừ khi Vũ gia tránh đi, nếu không ắt hẳn kết quả chính là tử lộ. Chỉ là trong tiềm thức hắn không cam lòng. Nhưng Vũ Mạc Phi trầm giọng hỏi lâu, sau đó nói: có lẽ chúng ta còn cơ hội. Vũ Vô Thường cùng Vũ Vô Trần hai mắt nhất thời sáng lên. Bọn họ đồng thanh nói: cơ hội nào? Bắc Cương ngàn năm băng đảo. Hà huynh đệ Vũ gia liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ đây là địa phương nào, nhưng không nghĩ bọn họ liên quan gì tới nó. Vũ Mạc Phi chậm rãi nói: băng đảo là cơ hội cuối cùng của tất cả các cửu trọng thiên cường giả. Hạ Nhất Minh nếu đã tấn dài, hơn nữa nắm giữ thực lực đệ nhất, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vũ Vô Thường sắc mặt khó coi nói: thúc, nếu Hạ Nhất Minh tiến dài thần đạo, chẳng phải chúng ta không có cơ hội xoay chuyển? Vũ Mạc Phi lạnh lùng cười nói: thần đạo cảnh giới dễ dàng vậy sao? Điều này có liên quan tới kỳ ngộ trên ngàn năm băng đảo, nhưng khắp thiên hạ lúc này có ai biết trên đó ẩn giấu bí mật nào? Nếu đám cửu trọng thiên cường giả không tìm thấy cửa vào thì không sao, một khi tìm được mà tiến vào, bọn họ chưa chắc sẽ sợ ra. Hai huynh đệ Vũ gia chậm rãi hưng phấn lên. Sau một lát, Vũ Vô Trần nói: thúc, nếu Hạ Nhất Minh không tiến vào thì sao? Vũ Mạc Phi khoát tay nói: lúc này thái độ của Băng Tiếu Thiên rất khác thường, triệu tập các cửu trọng thiên cường giả trong thiên hạ, nếu nói không có thu hoạch, lão phu tuyệt đối không tin. Ta dám khẳng định bọn họ ít nhất có một nửa cơ hội tiến vào băng đảo. Nhưng Hạ Nhất Minh sẽ đi vào sao? Vũ Vô Trần do dự dò hỏi. Lúc này Hạ Nhất Minh đã trở thành thiên hạ đệ nhất, hơn nữa thời gian của hắn còn rất dài, nếu không tiến vào đó cũng chẳng ai dám kéo vào. Vũ Mạc Phi nhìn hắn ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Sau hồi lâu, lão thở dài nói: Vô Trần, người đã bị kiều hận che mở tâm linh, cũng làm mất lý trí của một võ giả. Vũ Vô Trần toàn thân run rẩy, sau đó hắn đứng lên cung kính quỳ lạy Vũ Mạc Phi, sau đó nói: vâng, đa tạ thúc chỉ bảo. Sau đó hắn đứng lên, từ đó không bao giờ hỏi lại vấn đề này nữa. Trở thành thần đạo chính là ước mơ cả đời của tu luyện giả, sức hấp dẫn ra sao, đặc biệt với đám cửu trọng thiên cường giả mà nói, tuyệt đối chính là mục tiêu sống. Bởi thế Hà Nhất Minh không biết thì thôi, đã biết hắn nhất định sẽ không có khả năng buông tha. Vũ Mạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía bắc, trong miệng thì thào nói nhỏ. Mặc dù biểu hiện như đã tính trước, nhưng trong lòng vẫn không yên. Hạ Nhất Minh nếu thật sự tiến lên băng đảo, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại hay trở thành thần đạo phá đảo mà ra. Ngàn năm băng đảo như thanh kiếm hai lưỡi, đối với lão, với Hạ Nhất Minh, với khắp Đông Tây đều là khảo nghiệm quan trọng. Có lẽ mấy năm sau hết thảy sẽ có đáp án. Lão ngẩng đầu khen nói ra âm thanh chỉ bản thân nghe được: Vũ gia liệt tổ liệt tông phù hộ, để tất cả các cửu trọng thiên bị vây hãm trên băng đảo, để Vũ gia chúng ta có thể xưng bá phương Đông. Trên bầu trời, mảnh mây đen chậm rãi bay tới, nó che khuất ánh nắng chói chang của mặt trời. Cả tòa thành bị bao phủ trong mảnh đen tối, tựa hồ như tương lai khổ ải của Vũ gia. Xa xa, từng làn khói chậm rãi bay lên, bên tai nghe được tiếng trẻ nhỏ nô đùa ồn ào cùng người lớn. Nhìn thấy cảnh tượng thân thuộc này, Hạ Nhất Minh không tự chủ được vui vẻ mừng trên gương mặt. Hạ gia chăng, hắn lại trở về mảnh đất đã sinh ra hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, với nhãn lực của hắn lúc này cũng chỉ có thể thấy hai điểm đen xa xa. Đó chính là Bách Linh Bát cùng thần đạo Ngưng Huyết Nhân. Từ sau khi thần đạo Ngưng Huyết Nhân gia nhập, Bách Linh Bát khi phi hành đã thu liếm lại thất thải quang mang, không còn bắt mắt. Mà phương thức phi hành của thần đạo Ngưng Huyết Nhân thậm chí có hai loại, một là sử dụng thần binh, mà loại khác có chút khoa trương. Xá lợi thần đạo quả nhiên có thể điều khiển thiên địa lực lượng, khiến thân thể hắn mặc dù không có thần quang nhưng vẫn có thể phi hành. Đây chính là chuyện mà chỉ có thần đạo cảnh giới mới có thể thực hiện.
mà sau khi có ví dụ sờ sờ trước mắt, Hạ Nhất Minh với truyền thuyết về thần đạo đã vô cùng tin tưởng, bởi vì ít nhất đã chứng minh uy lực của thần đạo được nhắc tới không hề khoa trương. Cúi đầu khẽ vỗ lên lưng lôi điện, bạch mã lập tức tăng tốc. Với tốc độ của lôi điện, cơ hồ chỉ chốc lát đã tới tòa thành của Hạ Gia Trang. Khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này Hạ Gia Trang giống như một tòa thành thật sự, có đình binh vũ trang hạng nặng rất chính quy. Quy cách này tuyệt đối không phải tiểu thế gia có thể làm được. Nếu trước khi Hạ Nhất Minh thành danh, Hạ Gia Trang đã như vậy, sẽ vì vượt qua Thiên La quốc chủ mà mang tới tai ương. Nhưng lúc này, căn bản không ai dám dựa vào chuyện này khó dễ. Cả Hạ Gia Trang lúc này tràn ngập sức sống. Lôi điện cào cào móng trước, nó đạp trên đấy như chấn nhiếp đám thủ vệ kia. Lúc này, đám thủ vệ đều là ngàn người chọn một, ánh mắt không phải tầm thường. Mặc dù bọn họ không thấy rõ khuôn mặt Hạ Nhất Minh, nhưng chỉ bằng thanh thế của lôi điện, bọn họ đã không dám coi thường. Bất quá bên trong có mấy người nhận ra Hạ Nhất Minh, sau khi thấy rõ lập tức hoan hô vang dội, quỳ xuống kêu lớn: "Cung nghênh Lục lão gia hồi phủ." Trong Hạ Gia Trang có thể xưng Lục lão gia chỉ có duy nhất một người. Nhất thời bên trong tòa thành xôn xao hẳn lên, cửa lớn cũng chủ động mở ra. Hạ Nhất Minh ánh mắt quét qua những người này, nhưng đáng tiếc là không nhận ra gương mặt quen thuộc nào. Khẽ kẹp chân, lôi điện hãnh diện tách ra từ đám đông, chậm rãi đi vào. Nhìn diện tích nơi này lớn hơn xưa gấp trăm lần, cơ hồ đã biến thành một trấn nhỏ, trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc. Lúc này, nhân khẩu trong trang ít nhất cũng nhiều hơn gấp trăm lần, muốn tìm được người cũ trong trang cũng không dễ dàng chút nào. Trên thành lâu, tiếng chuông đồng thật lớn vang lên. Hạ Nhất Minh biết đây chính là quy củ của thế gia, nếu có sự việc quan trọng nào để triệu tập các nhân vật quan trọng đều sử dụng phương pháp này. Trước kia, Hạ Gia Trang cũng không có nhiều quy củ thế. Cho dù là Hạ Vũ Đức khi gọi tất cả con cháu cũng chỉ truyền lệnh mà thôi. Nhưng Hạ Gia Trang lúc này rõ ràng khác biệt. Trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, bởi vì ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết biến hóa này tốt hay xấu. Lúc này, Hạ Gia Trang so với trước đây có biến hóa long trời lở đất, bất luận danh vọng hay thực lực đều không phải trước đây có thể so đo. Nhưng trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh, hắn luôn cảm giác được thiếu đi chút gì đó. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được sự khiếm khuyết này không bao giờ có thể trở lại. Phía trước vọng tới vô số âm thanh, đặc biệt trong đó có vài âm thanh hắn vô cùng quen thuộc. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện nụ cười, cảm khái trong lòng toàn bộ vứt bỏ. Có điều được phải có điều mất. Nếu lúc này Hạ Gia Trang so với trước đây thịnh vượng hơn và hết thảy đủ rồi, nếu muốn toàn vẹn, ngay cả thần đạo chân chính cũng không thể làm được. Bạch Mã đột nhiên cử động bốn vó, làm ra bộ hung hăng. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức đã thấy được bên trong thành Sở Hảo Châu đang tiến ra. Trong lòng hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này đã qua nhiều năm, nhưng mỗi khi thấy Sở Hảo Châu đều làm ra bộ dạng như vậy. Bất quá Hạ Nhất Minh biết lôi điện cùng Sở Hảo Châu có hơn 40 năm giao tình, cho dù trợn mắt nhìn nhau cũng không có gì quá đáng. Sở Hảo Châu cười ha ha nói: "Hạ lão đệ, chúc mừng, chúc mừng." Nghe âm thanh quen thuộc này, trong lòng Hạ Nhất Minh đầy sảng khoái. Hắn nhảy xuống ngựa, tủm tỉm cười nói: "Sở huynh, có gì mà chúc mừng?" Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói: "Lão đệ tiến bộ thần tốc, không ngờ trong một năm lại có thể bước vào cảnh giới nhân đạo đỉnh cấp. Người..." Lão dừng một hồi, nghĩ không ra cách biểu đạt thế nào cho tốt. Dù sao tốc độ tu luyện của Hạ Nhất Minh tuyệt đối độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Lão ca, ngươi cũng biết rồi sao?" Hắn tiến ra nhân đạo đỉnh cấp cũng không lâu, không thể ngờ tại Tây Bắc cũng nghe được tin tức này. Ánh mắt khẽ chuyển, khi thấy một người quen thuộc, hắn lập tức hiểu, thì ra Đặng Ức Thần đã trở lại Hạ Gia Trang, bởi thế cũng mang tin tức này tới. Sở Hảo Châu đè thấp âm thanh, thần thần bí bí hỏi: "Lão đệ, có chuyện này, lão ca không biết có nên hỏi hay không?" Hạ Nhất Minh nhướng mày nói: "Lão ca chỉ cần muốn hỏi là được." Sở Hảo Châu vẻ mặt đầy nghiêm nghị, lão vô cùng chăm chú nói: "Lão đệ, ngươi định khi nào tiến giai thần đạo?" Lúc này, Hạ Nhất Minh Đặng Ức Thần không nói được lời nào. Từ trong thành, đám người Hạ Thiên Tín lần lượt đi ra. Hạ Nhất Minh chào hỏi mẫu thân, nhưng chưa thấy phụ thân cùng với tam thúc. Hỏi ra mới biết được, hai người bọn họ đã mang đại ca, nhị ca vào thành mua đồ dùng Tết. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ không ra vượt đảo mắt đã một năm trôi qua. Từ khi tu luyện võ đạo, hơn nữa bắt đầu lịch lắm, hắn ít sống tại nhà. Bất quá cũng bởi ra ngoài lịch lắm, nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã đạt tới cảnh giới này. Mọi người vây quanh lấy hắn làm trung tâm tiến vào đại sảnh,
Hạ gia đời thứ nhất, vị trưởng giả đương nhiên ở tại Hoành Sơn. Mà trong Hạ gia Trang lúc này lớn nhất chính là đại bá Hạ Thuyên Tín. Chỉ là lúc này Hạ Nhất Minh trở về, cho dù Hạ Thuyên Tín là trưởng bối nhưng cũng không nhường lại vị trí trung tâm. Đi tới đại sảnh, Lâm Ôn Ngọc kéo tay con trai nói: Nhất Minh, lúc này ngươi trở về định ở nhà bao lâu? Hạ Nhất Minh ra ngoài, trong nhà lo lắng nhất đương nhiên chính là mẫu thân của hắn, Lâm Ôn Ngọc. Bất quá nàng cũng biết con trai mình trưởng thành rất nhiều. Cả Hạ gia Trang có được cơ nghiệp như lúc này cũng đều do thanh danh Hạ Nhất Minh mang lại. Dù sao vì Hạ gia, nàng cũng không có khả năng ngăn cản con mình ra ngoài. Bởi thế, trong lòng nàng cũng chỉ biết mong con mình ở lâu thêm vài ngày là nàng cảm thấy mãn nguyện rồi. Hạ Nhất Minh trong lòng chua xót, cẩn thận nhìn mẫu thân. Mấy năm nay, cơ nghiệp Hạ gia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Ôn Ngọc là mẫu thân của Hạ Nhất Minh, địa vị trong nhà tự nhiên cao lên rất nhiều. Cho dù là Hạ gia nam giới làm chủ, nhưng lời nói của nàng không nhỏ nhoi. Ngay cả Hạ Phú Đức lão gia sau khi Hạ Nhất Minh tấn giai tiên thiên cảnh giới cũng đã không làm trái lời Lâm Ôn Ngọc. Bởi thế, Lâm Ôn Ngọc cũng không vì lao tâm mà trở nên già yếu, ngược lại tinh thần so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Dù sao trừ một đứa con trai là Hạ Nhất Minh, nàng còn có một nữ nhi tối ngày bên cạnh, ngày thường vốn không tịch mịch. Tâm tư có chút buông lỏng, Hạ Nhất Minh chăm chú nói: Mẫu thân, lúc này hài nhi trở về, không có ý định ra ngoài nữa. Lâm Ôn Ngọc đầu tiên ngẩn ra, theo sau vui mừng khôn xiết nói: Người thật sự không ra ngoài nữa sao? Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu nói: Trước lễ mừng năm mới tuyệt đối không ra khỏi nhà. Lâm Ôn Ngọc tức giận liếc mắt nhìn con trai, niềm vui ít nhất hao đi phân nửa. Hạ Thuyên Tín ho nhẹ một tiếng, cười nói: Đệ muội, nam nhi chí tại bốn phường, lúc này thân phận của Hạ Nhất Minh đã khác, chúng ta không thể làm vướng chân nó. Lâm Ôn Ngọc khẽ gật đầu nói: À, đại ca nói đúng. Khi Hạ Vũ Đức không có ở đây, Hạ Thiên Tín chính là người đứng đầu. Lời nói của lão, Lâm Ôn Ngọc hiển nhiên không muốn phản đối. Nghe những lời này, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác ấm áp. Mặc dù bọn họ nói chuyện không giống như đám người Nga Bác Duệ với tin tức băng đảo chấn động thiên hạ, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm thấy đây là điều hắn thích nghe nhất, cũng là cảm giác được ở bên người nhà. Sau một hồi, Lâm Ôn Ngọc đột nhiên hai mắt sáng ngời nói: Nhất Minh, lúc này trở về, ngươi ở lại ít nhất một tháng chứ? Hạ Nhất Minh mỉm cười khẽ gật đầu. Thời gian đón năm mới còn chừng nửa tháng, hắn cho dù rời khỏi nhà ít nhất cũng phải đợi 15 ngày sau. Thật tốt, Lâm Ôn Ngọc vẻ mặt tươi cười nói. Nhất Minh, ta đã xem qua giúp ngươi vài nữ nhi, các nàng đều xuất thân khuê các. Chuyện này vốn vi nương làm chủ, nhưng gia gia nói để ngươi tự mình lựa chọn. Một tháng này ngươi chọn ra một người đi. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên cứng ngắc. Lâm Ôn Ngọc cười nói: Nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Mặc dù ngươi tu luyện có thể lập gia đình muộn một chút, nhưng sớm một chút cũng không sao. Lúc này Hạ Nhất Minh cười hắc hắc. Hắn đảo mắt một vòng, cho dù là đại bá Hạ Thiên Tín cũng dựng tai chờ câu trả lời. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần bản thân kiên trì, cho dù gia gia Hạ Vũ Đức tự mình tới cũng đừng mong ép hắn. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẫu thân tựa hồ đã chạm vào đáy lòng, khiến ý nghĩa của Hạ Nhất Minh nhất thời chuyển biến. Hơn nữa, hắn càng thêm rõ rằng chỉ cần bản thân mình không nhận lời, mẫu thân đại nhân khẳng định sẽ làm nhầm chuyện này vĩnh viễn không thôi. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói: Mẫu thân, chuyện này người không cần lo lắng. Lâm Môn Ngọc sắc mặt khẽ đổi nói: Sao không cần? Người suốt ngày lang thang bên ngoài, trong nhà có người thắc mắc, nếu không phòng của ngươi sớm muộn cũng không còn. Hạ Nhất Minh trong lòng toát mồ hôi, mấy năm nay trong nhà phân cho hắn cũng không ít phòng, nghe nói cả gia gia cùng với đại bá tại Hạ gia Trang nắm giữ số phòng còn không bằng hắn. Bất quá đối với mấy thứ này hắn không từng nghĩ qua. Lúc này trong không gian vật phẩm của hắn tuyệt đối thiên tài địa bảo, kiện nào kiện đó chân quý vô cùng, tùy tiện đổi một nơi khẳng định còn lớn hơn số phòng hiện tại. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói: Mẫu thần nói rất đúng, Hà Nhi đã chọn được người thích hợp rồi. Lâm Hân Ngọc hai mắt bừng sáng, hưng phấn nói: Người đã chọn được rồi sao? Nàng ngẩng đầu liếc mắt như muốn xem con dâu có xuất hiện hay không. Là hài tử nhà nào? Hà Nhất Minh trên mặt lộ vẻ vui mừng, tươi cười nói: Mẫu thần, người đã từng gặp qua. Lâm Ôn Ngọc trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Mấy năm nay nàng cùng con mình cơ bản rất ít gặp mặt, mỗi lần gặp cũng không lâu, Hạ Nhất Minh lại đi xa. Hơn nữa trong trí nhớ của nàng
con mình khi ở nhà chưa từng gặp gỡ thân thiết với cô nương nào. Hạ Thiên Tín nhướng mày, đột nhiên nói, là Viên cô nương. Hạ Nhất Linh cũng cười nói, hẳn là Lễ Huân. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn phu quân, hai người nhìn nhau cười, nhắc tới Viên Lễ Huân với vẻ vô cùng hài lòng. Tứ tỷ Hạ Nhất Linh cùng trưởng tôn Viên gia Viên Lễ Lăng đã thành hôn, bọn họ vợ chồng có chút ân ái, đối với Viên Lễ Huân tự nhiên có ý tác thành. Lâm Uyên Ngọc do dự một chút, theo sau gật đầu nói, Nhất Minh, nếu người đã nhìn chúng, vì nương cũng không có phản đối. Bất quá Viên cô nương lúc này đang ở nơi nào? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, Lễ Huân lúc này đang ở Bắc Cương Băng Cung tu luyện võ đạo, phòng trường cũng đã thành tiểu. Hạ Nhi lúc này cũng muốn tới Băng Cung cầu hôn. Cầu hôn? Lâm Ôn Ngọc ánh mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Nàng quay đầu nhìn lại, thân hữu xung quanh ánh mắt cũng toát lên vẻ ngơ ngác. Bọn họ đều biết về Lễ Huân cùng Hạ Nhất Minh mấy năm trước có quan hệ. Viên gia đã tặng Lễ Huân cho Hạ Nhất Minh, lúc này còn cầu hôn làm gì? Lúc này trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Viên Lễ Huân trong lời nói của Hạ Nhất Minh lại là người khác sao? Hạ Nhất Minh đảo mắt thu phản ứng của tất cả lại, nghiêm mặt nói, mẫu thuần, lúc này Lễ Huân đã là một vị cường giả chân chính, Hải Nhi muốn danh chính ngôn thuận để nàng tiến vào gia môn, bởi thế xin một người có thân phận đi cùng tới Băng Cung cầu hôn. Mọi người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ hiểu rõ, bất quá bọn họ với Viên Lễ Huân hâm mộ không thôi. Có thể để Hạ Nhất Minh làm như thế quả thật là người may mắn. Lâm Ôn Ngọc khẽ gật đầu nói, Nhất Minh, nếu quả thật là Viên cô nương thì không phải ngoại nhân, bất quá cầu hôn có thể miễn đi, nếu không thông gia cũng sẽ nghĩ khác. Hạ Nhất Minh bật cười nói, mẫu thần người yên tâm, nếu Viên Thế Thúc biết tu vi của Lễ Huân lúc này tuyệt đối sẽ không có ý khác. Lúc trước Viên Thành Chí chính miệng nói gả Lễ Huân cho Hạ Nhất Minh, nếu lại đi cầu hôn quả thật thể diện Viên gia sẽ không còn. Bất quá Hạ Nhất Minh đối với Viên Thành Chí hiểu rất rõ, lúc này muốn cầu hôn ngũ khí tôn giả như Viên Lễ Huân, Viên Thành Chí tuyệt đối không oán hận, thậm chí còn muốn làm lớn hơn. Lúc này một tiếng chim từ ngoài cửa truyền tới, theo sau một tiểu điểu như hài đồng 10 tuổi lập tức bay vào. Mọi người sau khi thấy tiểu điểu này cũng không ai kinh hoàng, hiển nhiên ngày thường cũng thấy mái thành quen. Sau khi bay vào, nó lượn đỉnh đầu Sở Hảo Châu, theo sau thu cánh vững vàng đứng trên vai lão. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, tiểu tử kia đã lớn thế này rồi sao? Sở huynh, ngươi cho nó ăn linh đan rượu dược gì vậy? Lần trước rời đi, hậu duệ của Hắc Ngột thiếu vương chỉ như con gà nhỏ, lúc này đã thần tuấn như thế, một thân lông vũ mô hổ phát sáng. Trong ấn tượng trước đây của Hạ Nhất Minh đúng là một trời một vực. Sở Hảo Châu khẽ đưa tay vỗ lên thân thể Hắc Ngột thiếu, vui mừng nói, ngươi cho ta đan dược, ta cấp cho tiểu tử này cùng với Đông Thành, lúc này trở về đúng lúc, giúp ta luyện chế thêm vài lò nữa. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn lão, nhưng cũng không phản đối. Hơn nữa hắn cuối cùng cũng biết vì sao tiểu tử này lớn nhanh như vậy. Từ hồ hiểu Hạ Nhất Minh cùng Sở Hảo Châu nói chuyện, tiểu Hắc Ngột thiếu hưng phấn kêu lên vài tiếng, nhìn Hạ Nhất Minh bộ dạng lấy lòng. Mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng tiểu tử kia vẫn không quên Hạ Nhất Minh. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới việc Hạ Nhất Minh luyện chế đan dược cho Sở Hảo Châu, nên tiểu tử này mới nhớ kỹ hắn. Sở Hảo Châu tự hồ nghĩ gì đó, lão đệ, ngươi biết đệ muội tu luyện đạt tới thành tiểu, không biết lúc này tu vi nàng ra sao? Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, Lễ Huân 4 năm trước bái làm môn hạ Bắc Cương Băng Cung đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, lúc này được Băng Tiếu Thiên đại nhân chỉ điểm, đương nhiên tiến bộ hơn người. Sở Hảo Châu cũng đã ức thần, sắc mặt nhất thời thay đổi, đồng dạng nói, người nào chỉ điểm? Trong đại sảnh mọi người không hiểu vì sao hai vị kia lại kích động như vậy. Phải biết hai người này mặc dù không phải người Hạ gia, nhưng địa vị của họ tại Hạ gia vô cùng cao, cho dù là Hạ Vũ Đức cùng Dực đạo nhân cũng dùng lễ đệ tử đối đãi với họ. Một người là tôn giả, một người là ngũ khí tôn giả, đây là tồn tại cường đại cỡ nào? Hạ gia trang trên dưới hiển nhiên không ai dám khiêu khích quyền uy của họ. Bởi thế trước giờ hai người đều làm ra bộ dạng lãnh đạm, bất luận chuyện gì bọn họ cũng hời hợt giải quyết. Trong mắt đám người Hạ gia, bọn họ thậm chí đạt tới trình độ thần thủ hộ trong nhà. Nhưng lúc này hai người đồng thời bộc lộ cảm xúc như thế, dĩ nhiên mọi người vô cùng thắc mắc. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt cười nói, Băng Tiếu Thiên đại nhân. Hai vị tôn giả cường đại đồng thời hít vào một ngụm lãnh khí, ánh mắt toát lên vẻ không diễn tả thành lời. Đặng Ức Thần thở dài nói, đệ muội quả nhiên phúc khí tốt, được cường giả như vậy chỉ điểm, khẳng định lúc này đã tấn giai nhất đường thiên.
Khi nói những lời này, hắn cũng không dám xác định. Tu luyện võ đạo chính là tích lũy qua năm tháng. Chỉ cần 4 năm thời gian, có thể từ tiên thiên cảnh giới đột phá nhất đường thiên đã là chuyện rất giỏi. Đương nhiên, ngoại trừ quái vật Hạ Nhất Minh. Nhưng Đặng Ức Thần tuyệt đối tin tưởng, trong thiên hạ cũng chỉ có một quái vật như vậy mà thôi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Đặng huynh, ngươi quá coi thường Băng Tiếu Thiên đại nhân rồi. Hạ Thiên Tín do dự hỏi lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi, Nhất Minh, Băng Tiếu Thiên đại nhân là vị cao nhân nào? Mặc dù lúc này Hạ Thiên Tín đã trở thành cao thủ tiên thiên, nhưng dấu chân của lão chưa từng rời khỏi Thiên La Quốc, hiển nhiên không biết đại thế thiên hạ. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, Băng Tiếu Thiên đại nhân chính là tông chủ Bắc Cương Băng Cung, trong thiên hạ hắn cũng có địa vị tương đương Đế Thích Thiên đại nhân. Hạ Thiên Tín trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động không thôi. Thân là tiên thiên tu luyện giả tại Tây Bắc, lão có thể không biết Bắc Cương Băng Cung, nhưng bất luận thế nào cũng không thể không biết Thiên Chỉ Nhất Mạch tông chủ đại nhân. Khi nghĩ tới Băng Tiếu Thiên đại nhân cũng tồn tại cường đại như vậy, trong lòng Hạ Thiên Tín không nhịn được than thở. Có lẽ cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới có thể giúp Viên Lễ Huân như vậy. Đặng Ức Thần cùng Sở Hảo Châu liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng chấn động không thôi. Chẳng lẽ đệ muội cũng là một thiên tài tu luyện, trong 4 năm chẳng những đột phá nhất đường thiên, ngưng tụ một đóa hoa hữu hình. Ho nhẹ một tiếng, Sở Hảo Châu nói, Hạ lão đệ, tu vi của đệ muội chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới ngưng xuất hữu hình chi hoa? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, chậm rãi lắc đầu. Sở Hảo Châu nhăn mặt nói, ngươi đừng nói đùa nữa, nàng trung quy không phải đạt tới ngũ khí tôn giả chứ? Những lời này mang theo tiêu ý nồng đậm, bởi Sở Hảo Châu cũng không tin trong thiên hạ lại xuất hiện thiên tài như Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khe vớt sống mũi, vẻ mặt kinh ngạc nói, lão cả, hảo bản lĩnh, không ngờ đoán đúng. Vẻ tươi cười trên mặt Sở Hảo Châu thoáng cứng đờ, lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc phát hiện ra sự thật. Không có khả năng, Sở Hảo Châu không chút do dự nói, chẳng lẽ thiên phú tu luyện quản nàng cũng giống người sao? Hạ Nhất Minh mất 4 năm từ tam hoa nhảy lên nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới. Nếu Viên Lễ Huân có thể từ tiên thiên lên tinh ngũ khí tôn giả, như vậy thiên phú khó phân cao thấp. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, Sở huynh, có những việc ngươi sau này mới biết được. Bất quán Lễ Huân quả thật đã quang hóa thành công băng hệ đệ nhất thần khí mô phỏng băng lăng kính của Bắc Cương Băng Cung. Sở Hảo Châu hít một hơi thật sâu, đã ức thần mơ hồ thường người. Trong đại sảnh mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ hai vị cường giả này vì sao ngây ngốc như vậy. Tin tức Hạ Nhất Minh trở về giống như tình huống trước đây đều được chuyển đi rất nhanh. Lúc này trong Hạ Gia Trang không chỉ tồn tại thủ vệ như quân đội đi lại tuần tra, mà ngay cả các hoàng tử hoàng tôn tới từ các quốc gia xung quanh cũng tới thăm viếng, tạo nên quang cảnh đặc biệt. Hạ Gia đời thứ 3 dần trưởng thành, bọn họ cùng đám đệ tử hoàng thất này gặp gỡ giao lưu, khiến danh tiếng Hạ Gia chuyển khắp các nước Tây Bắc. Phảng phất như nước lên thuyền lên, tiền tài từ các nơi không ngừng chảy vào Hạ Gia. Mà đám người Hạ Thiên Tín vốn không an phận, tiền tài từ buôn bán mang lại được bọn họ sử dụng để kiến tạo cùng khuếch trương Hạ Gia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mỗi một hoàng thất trong tối ngoài sáng đều ủng hộ Hạ Gia. Trừ địa bàn khai vanh quốc, người của Hạ Gia xuất hiện ở khắp nơi. Giống như quả cầu tuyết lăn đi, thế lực cùng tài lực Hạ Gia để thăng tới chóng mặt. Nếu như nói Tây Bắc đệ nhất đại phái, không nghi ngờ chính là Thiên Chỉ Nhất Mạch, còn về thế lực thứ hai, không phải là Tam Đại Cường Quốc, mà chính là Hạ Gia tùy thời có thể ít nhất một vị tôn giả tọa trấn. Hiện tượng kỳ dị này sau này tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì trong thiên hạ cũng không có người thứ hai như Hạ Nhất Minh, tấn giai cảnh giới dễ như ăn cháo. Từ sau khi Hạ Nhất Minh tiết lộ tu vi của Viên Lễ Huân, Sở Hảo Châu cùng Đặng Ức Thần đối với việc hắn thận trọng như thế không còn ý kiến khác. Hơn nữa còn bày mưu tính kế, chỉ sợ đối đãi không chu toàn, đắc tội với vị thiên tài tu luyện Viên Lễ Huân. Hạ Nhất Minh cũng không nói ra chuyện 6 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cùng siêu cấp thánh thú liên thủ giúp Viên Lễ Huân. Bởi chuyện này liên quan tới ngàn năm băng đảo, hắn không muốn quá nhiều người biết. Nếu đám người Sở Hảo Châu đã hiểu lầm như vậy thì hắn cũng không giải thích nữa. Vài hôm sau, trước cửa tòa thành Hạ Gia xuất hiện hai đầu khoái mã. Khi tới cửa thành, được kỵ sĩ đồng thời kéo cương, hai đầu tuấn mã hí dài một tiếng mới dừng lại. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hai kỵ sĩ này vô cùng xuất thần nhập hóa, nhất thời từ trên tòa thành vang lên tiếng hoan hô. Đối với hai người này, thủ lĩnh cùng đám thủ vệ trên thành cũng không xa lạ. Bọn họ chính là Thiên La Quốc Thái tử Điện Hạ, Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt. Mấy năm gần đây,
cứ tới dịp này, hai người đều đại diện Thiên Lao quốc chủ cùng với Thủy Huyễn Cận đến Hạ gia bái phỏng. Bất luận Hạ Nhất Minh có nhà hay không, chưa từng ngắt quãng. Năm nay, mặc dù bọn họ tới sớm vài ngày, nhưng cũng không ai hoài nghi việc này. Đám thủ vệ tại cổng thành cung kính dẫn hai người vào trong. Đối với hai người này, Hạ Thiên Tín dĩ nhiên đích thân ra chào đón. Bất quá sau khi nói chuyện vài câu, hai người đã lập tức muốn bái phỏng Hạ Nhất Minh. Hạ Thiên Tín kinh ngạc hỏi, sau đó mới biết bọn họ tới sớm là do nghe được tin tức Hạ Nhất Minh lệnh cho thiên chỉ đệ tử đóng quân vùng phụ cận chuyển đi. Nếu Hạ Nhất Minh đã gọi bọn họ tới, Hạ Thiên Tín dĩ nhiên không cản trở, lập tức đưa bọn họ vào hậu viện, theo sau hiểu ý cáo từ rời đi. Lúc này trong hậu viện Hạ gia, trừ ba vị tôn giả cũng chỉ có Hoắc Đông Thành mới có thể tự do ra vào. Hạ Thiên Tín mặc dù lúc này là chủ nhân Hạ gia, nhưng cũng không dám dễ dàng tiến vào gây bất mãn cho hai vị tôn giả cường đại. Hoắc Đông Thành đưa bọn họ vào một gian phòng tại hậu viện. Đây là một gian phòng gỗ, trừ một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế cũng không còn đồ vật nào khác. Bất quá có thể trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Hạ Nhất Minh đã khiến Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt vạn phần vinh hạnh. Mấy năm nay bọn họ chưa gặp nhau mà tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã biến hóa ngút trời. Điều này khiến Vu Tiểu Ức cùng Tiết Liệt có chút lo lắng. Bản thân Hạ Nhất Minh còn nhớ giao tình trước kia hay không? Nhưng sau khi gặp được Hạ Nhất Minh tại phòng ngủ, bọn họ rốt cuộc đã hiểu Hạ Nhất Minh vẫn là Hạ Nhất Minh, không phải vì thân phận nhân đạo đỉnh cấp cường giả mà quên đi bọn họ. Hạ Nhất Minh ngồi trên ghế, hai tay xem một bản ghi chép gì đó, tựa hồ như thưởng thức. Ngồi. Mặc dù không ngẩng đầu lên, nhưng Hạ Nhất Minh biết rõ nhất cử nhất động của hai người này, thậm chí nhẹ nhàng vung tay xóa bỏ cảm giác xa lạ khi gặp mặt. Đa tạ hộ quốc đại sư. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, đối với cách xưng hô của bọn họ, hắn cũng không sửa chữa lại. Thì Huyễn Quận cũng là chi kỳ vì hắn mà chết, Tiết Liệt xưng hô như vậy, Hạ Nhất Minh đương nhiên không để ý. Tiết Liệt, mọi việc vẫn tốt chứ? Hạ Nhất Minh tùy ý hỏi. Tiết Liệt vừa ngồi trên ghế, đã vội vàng hạ thấp người nói. Hồi bẩm sư thúc, tất cả mọi người vẫn tốt, chỉ là hy vọng người có thể sớm ngày tới kinh đô. Hạ Nhất Minh đặt bản ghi chép lên mặt bàn. Mặc dù Vu Tiểu Ước cùng Tiết Liệt khá tò mò, nhưng hai người bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, đến một cái liếc mắt qua cũng không có. Thiên Lang Hoàng thất thế nào, có phiền toái gì không? Hạ Nhất Minh tiếp tục hỏi. Vô Tiểu Ước vội vàng nói, đa tạ hộ quốc đại sư quan tâm, Thiên La quốc năm nay mưa thuận gió hòa, không xảy ra điều gì bất ổn. Hạ Nhất Minh hỏi đơn giản, họ trả lời cũng càng đơn giản hơn. Bởi vì Vô Tiểu Ước cùng Tiết Liệt biết tính tình Hạ Nhất Minh, nếu đã ở một chỗ chờ đợi, khẳng định sẽ không muốn nghe câu trả lời dài dòng. Không biết mà phạm phải, khẳng định sẽ phá hỏng ấn tượng của Hạ Nhất Minh với bọn họ. Tiết Liệt thì không sao, nhưng Vô Tiểu Ước lúc này thân phận thái tử, nếu để Hạ Nhất Minh chán ghét, như vậy thân phận cũng chưa chắc đã bảo toàn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, các người nói không sai, ta rất hài lòng. Hai người lập tức khom người, đồng thanh nói, đều là nhờ phúc của ngài. Những lời này tuyệt đối phát ra từ nội tâm của họ. Nếu không phải có Hạ Nhất Minh biểu lộ thái độ, lúc trước Thủy Huyễn Cận tử vong, cho dù Thiên La quốc không bị giặc ngoại xâm, cũng sẽ sụp đổ từ bên trong, sao còn có phồn vinh hưng thịnh như ngày hôm nay. Lúc này Thiên La quốc hùng mạnh, cơ hồ áp chế cả Khai Vanh quốc. Đương nhiên với thực lực Khai Vanh quốc lúc này giống như lạc đà ốm còn to hơn con ngựa, bằng vào uy thế một trong tam đại cường quốc Tây Bắc, chưa ai dám khiêu khích với họ. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, lúc trước Thủy Lão Ca đem vận mệnh Thiên La quốc cùng hậu duệ phó thác cho ta, nhưng Hà Mỗ vẫn cần tu luyện võ đạo, không khỏi chăm chế việc này. Vô Tiểu Ước cùng Tiết Liệt liên thanh nói không dám. Kỳ thực lấy thực lực của Hạ Nhất Minh hôm nay, chỉ cần hắn nói một lời, còn ai dám ra mặt khiêu khích Thiên La quốc. Bởi vậy hai người này không trông mong Hạ Nhất Minh có thể giúp đỡ gì hơn nữa cho Thiên La quốc. Hạ Nhất Minh một chỉ bắn ra, bản ghi chép trên mặt bàn nhất thời bay tới tay Vu Tiểu Ức. Thiên La thấy từ này có chút run lên, sau đó cẩn thận đọc, cuối cùng sắc mặt đại biến, đôi mắt lấp lé quang mang. Tiết Liệt trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu trên trang giấy ghi chép gì mà khiến Vu Tiểu Ức thất thố như vậy. Cung kính đặt trang giấy lên mặt bàn, Vu Tiểu Ức hành lễ thật sâu nói, ân tình của hộ quốc đại sư, Vu gia chúng ta không bao giờ quên. Ngày sau nếu cần, Thiên La hoàng thất tuyệt đối không tử nan. Hạ Nhất Minh bật cười nói, những lời này nên để phụ thân của ngươi nói mới đúng chứ hả? Vu Tiểu Ước sắc mặt đỏ bừng, quả thật những lời này chỉ Thiên La quốc chủ mới có tư cách.
Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không để ý, bởi vì Thiên La Vũ Gia mặc dù trong mắt những người khác là đầu quái vật to lớn, nhưng ngược lại trong lòng Hạ Nhất Minh bọn họ không tính là gì. Tiết Liệt rốt cuộc cũng liếc mắt qua trang giấy, sắc mặt hắn cũng thay đổi, theo đó mừng rỡ như điên. Trên trang giấy này có ghi chép, đệ nhất cao thủ Chiêm Thiên Phong của Khai Vanh Quốc dẫn Khai Vanh Hoàng Thất Thái Ẩn, tất cả địa bàn đều phải giao ra. Phía dưới ghi tên một người khá xa lạ. Nếu như những người khác đưa ra bản ghi chép này, Vô Tiểu Ước cùng Tiết Liệt khẳng định sẽ khinh thường. Bởi cầm ghi chép không rõ đầu cuối như vậy mà muốn Khai Vanh Quốc thừa nhận là không có khả năng. Nhưng lúc này bản ghi chép được Hạ Nhất Minh đưa, người chỉ thấp hơn Thiên Chỉ Tông Chủ cùng Thần Toán Tử Đại Nhân. Như vậy, tầm quan trọng của ghi chép này không nói cũng biết. Ít nhất, chỉ cần đó là suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, cũng không có bất luận kẻ nào dám coi thường. Hạ Nhất Minh chậm rãi thu lại ghi chép, khẽ nói: lúc trước Thủy Lão Ca còn sống, tâm nguyện lớn nhất chính là để Thiên Lao Quốc trở thành một trong tam đại cường quốc Tây Bắc. Hạ Mỗ trong tâm luôn nhớ kỹ điều này. Bất quá lúc này, toàn bộ chướng ngại đã được xóa hết. Hắn dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ác liệt nói: cũng là lúc hướng bọn họ đòi lại công đạo rồi. Khi Chiêm Huyên còn sống, Hạ Nhất Minh cũng không lấy thứ này ra. Nhưng lúc này Khai Vanh Quốc đã không còn tôn giả tọa trấn, hắn sẽ không cố kỵ gì nữa. Vô Tiểu Ức mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đối với lời nói của Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên bảo sao nghe vậy, hắn hưng phấn nói: họ Quốc đại sư, có cần vãn bối phái người đưa ghi chép này cho Chiêm Thiên Phong, cho dù là họ cũng sẽ không dám phá hủy. Hạ Nhất Minh khẽ khoát tay chặn lại: để Hà Mẫu tự mình đi. Ta gọi các ngươi tới đây cũng chỉ để báo một tiếng, tránh lúc đó các ngươi không kịp chuẩn bị, tay chân luống cuống khiến kẻ khác chê cười. Vô Tiểu Ức mạnh mẽ áp chế kích động hành lý thật sâu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Sau khi Vô Tiểu Ức cùng Tiết Liệt cáo lui, bóng người lóe lên, Sở Hào Châu đã xuất hiện trong phòng. Lão đệ, ngươi muốn đích thân đi sao? Lão hoài nghi hỏi. Lúc này lão đã ở lại Tây Bắc hơn một năm, mà dù không chú ý lắm nhưng cũng biết Khai Vanh Quốc, Thiên La Quốc có quan hệ cùng địa vị thế nào. Theo suy nghĩ của lão, bằng vào thực lực nhân đạo đỉnh cấp cuồng giả của Hạ Nhất Minh, sao còn phải tự mình ra tay? Chỉ cần tùy tiện phái một vị sứ giả đem phong thư này giao cho Chiêm Thiên Phong là được. Nếu Chiêm Thiên Phong thức thời dẫn Khai Vanh Hoàng Thất rời khỏi Vũ Đài lịch sử, bọn họ dĩ nhiên làm theo ước định mà để cho Chiêm gia một con đường sống. Nhưng nếu Chiêm Thiên Phong vẫn không tỉnh ra hoặc đem phong thư này hủy đi, như vậy Hạ Nhất Minh có thể thẳng tay đem Khai Vanh Hoàng Thất giết tới chó gà không tha, cũng để Thiên La Quốc có cơ hội xuất binh thu lấy địa bàn Khai Vanh Quốc. Hơn nữa, hành động này chính là diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn không lưu lại dư họa, cũng không làm trái ước định. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh lại muốn tự mình ra tay. Trước mặt vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả này, lão khó tưởng tượng ra Chiêm Thiên Phong kia có dũng khí nào phản kháng. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Sở Lão Ca, ngươi còn nhớ hang động dưới đáy Bồng Lai Tiên Đảo không? Sở Hào Châu liên tục gật đầu, nơi này sao lão có thể quên được chứ? Tiểu đệ chẳng những chiếm được thần binh cùng 5 khoản nội đan siêu cấp thánh thú, mà còn đoạt được một viên thần đạo xá lợi. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Hai mắt Sở Hào Châu đột nhiên lóe lên quang mang. Xá lợi thần đạo vốn là chuyện Hạ Nhất Minh giấu kín chưa từng cho ai biết, bởi hắn biết nếu có từ nào liên quan tới thần đều dễ gây xúc động mạnh cho người nghe. Nếu là trước đây khi thực lực chưa đủ hắn đã rêu rao chuyện này, chờ đợi hắn hẳn là sẽ kết cục không dễ chịu. Bất quá lúc này khác biệt, hắn đã tấn giai cửu trọng thiên, hơn nữa nắm giữ trong tay lực lượng quang ám hợp bích, giơ tay nhấc chân cũng có thể chấn nhiếp thiên hạ. Ngay cả Nga Bác Duệ cao thủ đồng giai cũng không dám cùng hắn giao chiến. Hơn nữa được Bạch Mã Lôi Điện cùng thần đạo ngưng huyết nhân tương trợ, có thể nói ít có vật gì trong thiên hạ khiến Hạ Nhất Minh kiêng kỵ. Thần đạo xá lợi sao? Sở Hảo Châu trầm ngâm chốc lát, trên mặt lão hiện lên vẻ quái dị. Ngươi thành công luyện chế ngưng huyết nhân. Công cụ lớn nhất của xá lợi chính là luyện chế ngưng huyết nhân. Điều này dĩ nhiên Sở Hảo Châu biết. Nếu Hạ Nhất Minh đề cập tới chuyện này, hắn đã sử dụng nó. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn đem chuyện từ khi rời Hạ gia lần trước tới Trung Kinh, những chuyện tiếp theo nhất nhất kể lại. Đây là lần đầu tiên hắn kể không chút nào giấu giếm. Khi xong toàn bộ, cả người xuất hiện cảm giác thư thái. Sở Hảo Châu sớm đã trợn mắt cứng lưỡi. Mặc dù lão nghe Đặng Ước Thần kể lại việc Hạ Nhất Minh thành công tấn giai cửu trọng thiên, hơn nữa còn dùng lôi điện tới thần điện phương Tây diệt sát giáo hoàng, nhưng việc này so với câu chuyện của Hạ Nhất Minh không tính là gì. Thở một hơi thật dài, Sở Hảo Châu rốt cuộc nói: ta hiểu rồi,
và muốn kiểm tra thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, không sai, thần đạo ngưng huyết nhân dù sao cũng nắm giữ thần đạo xá lợi, đồng thời có thể vận dụng thiên địa lực lượng, có thể nói lúc này trên thế giới chính là độc nhất vô nhị. Nói tới đây, Hạ Nhất Minh không tự chủ được khẽ dừng lại, bởi trong đầu hắn lúc này hiện lên một danh từ hư vô mở mịt, ngoài hải thần đạo. Có trời mới biết có hay không địa phương thần bí này. Bất quá theo đầu Thanh Thú Vương Hải Ngoại nói, điều này có thể khẳng định. Thu liếm tinh thần, Hạ Nhất Minh nói tiếp, thần đạo xá lợi dù sao không phải xá lợi bình thường, ta cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa hoài nghi bên trong xá lợi liệu có thể có trí nhớ chủ nhân nó lúc trước. Sở Hảo Châu sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, điều này tuyệt đối không thể. Hạ Nhất Minh cuống quýt cười khổ nói, ta cũng biết điều này không có khả năng. Một nhân loại khi chết mấy ngàn năm, bất luận thế nào cũng không thể tồn tại ý thức. Nhưng khi ta điều khiển thần đạo ngưng huyết nhân, cảm thấy được nó tự hồ có năng lực phán đoán của riêng mình. Vũ Gia Lão Tổ khi còn là khôi lỗi trong tay Hắc Huyết hay Gia Phỉ Nhĩ Đức đều hành động theo lệnh. Nhưng khi thần đạo xá lợi tiến vào trong thân thể Vũ Gia Lão Tổ, hơn nữa đoạt được quyền khống chế, bất luận phản ứng hay trí tuệ đều để thăng tích khó tin. Không sai, thần đạo ngưng huyết nhân khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác nó có trí tuệ, hơn nữa với tình thế nguy hiểm có phán đoán tương đối chuẩn xác. Tuy nói hắn có thể thông qua ý niệm điều khiển nó, hơn nữa còn có biện pháp không để nó chạy trốn, nhưng Hạ Nhất Minh biết thần đạo ngưng huyết nhân cùng với khôi lỗi Vũ Gia Lão Tổ trước đây hoàn toàn khác biệt. Sở Hảo Châu cau mày trong giây lát, rốt cuộc nói, người muốn để thần đạo ngưng huyết nhân dò xét cái vành quốc sao? Hạ Nhất Minh gật đầu khẳng định, nếu ta tính không nhầm, Khai Vanh Hoàng thất hiện nay chính là đời sau của vị thần đạo cao thủ kia. Nếu như thần đạo xá lợi thật sự có ý thức riêng biệt, hắn có lẽ sẽ có phản ứng khác. Sở Hảo Châu cười khỏ một tiếng nói, nếu thần đạo ngưng huyết nhân thật sự khôi phục thần trí thì sao? Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi, bất quá sau một lát, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Sở Huynh, nếu nó thật sự khôi phục thần trí, ta sẽ không từ thủ đoạn tiêu hủy nó. Hắn nói những lời này vô cùng kiên định, không có nửa điểm do dự chần chừ, có thể thấy trong lòng hạ quyết tâm ra sao. Đáng tiếc, Sở Hảo Châu lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hạ Nhất Minh đôi mắt lóe sáng nói, ta biết là đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu như nó khôi phục trí nhớ, như vậy bất luận nó có biết ta làm khó hậu đại của mình hay không, cũng không có khả năng để ta điều khiển. Sở Hảo Châu không chút nào phản bác, đối với điều này lão hiểu rất rõ. Nếu lúc trước Hạ Nhất Minh chưa đạt tới tôn giả cảnh giới, lão cũng không có khả năng rời biển định cư tây hạ ra. Mà thần đạo cao thủ là hàng người cao ngạo, trong mắt bọn họ dưới thần đạo bất quá chỉ là kiến hôi. Nếu đã là vật thần đạo cường giả sẽ nguyện ý nghe lời kiến hôi sao? Bởi thế chỉ cần thần đạo xá lợi có ẩn chứa trí tuệ, bất luận Hạ Nhất Minh có muốn hay không cũng buộc lòng phải tiêu diệt nó. Bởi vì có trời mới biết thần đạo xá lợi này tồn tại ý nghĩ gì. Nếu không cảm kích Hạ Nhất Minh lần nữa hồi phục, mà ngược lại oán hận hắn sử dụng xá lợi ngưng huyết nhân, như vậy cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không chịu nổi sự công kích của nó. Sở Hảo Châu đột nhiên ngẩn ra, bật cười nói, lão đệ, chuyện này chưa phát sinh, chúng ta không cần bi quan như vậy. Bất quá vì kiến thức của lão cả, thần đạo xá lợi tử tồn tại ý nghĩ khả năng rất thấp, cơ hồ không thể xảy ra. Hạ Nhất Minh cũng bật cười, sở lão ca nói không sai, thần đạo xá lợi đã xuất hiện nhiều năm như vậy, nếu có thể dễ dàng có được trí tuệ, chẳng phải nhân loại không chỉ đặt chân tới thần đạo mà chính thức thành thần sao? Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Sở Hảo Châu ước định cùng hắn 3 ngày sau sẽ tới Khai Vành Quốc. Chuyện này với bọn họ không quá to tát, nhưng phiền phức là bọn họ phải hoàn thành trước năm mới. Về phần sau khi nhận được tin tức này, Chiêm gia có tâm trạng đón xuân hay không, không phải chuyện bọn họ quan tâm. Về phần Hạ Gia Trang, có tôn giả Đặng Ức thần tọa chấn, tuyệt đối không có người dễ dàng mạo phạm. Hai người bọn họ vừa bàn xong chính sự, một bóng đen từ cửa sổ bay vào, đúng là tiểu Hắc Ngột thiếu đáng yêu kia. Tiểu tử này mặc dù còn lâu mới trưởng thành, nhưng xem thể trạng của nó đã không tính là nhỏ, ít nhất lông vũ đã dài hơn hẳn trước đây. Thân ảnh màu trắng lóe lên, bảo chưa đã xuất hiện ngay sau, động tác của nó nhanh như chớp, thậm chí so với tiểu tử kia còn nhanh hơn một bậc. Tiểu điểu còn chưa chạm vào thân thể Sở Hảo Châu, bảo chưa đã như hổ đói vồ tới. Hai móng trước nắm chặt thể xác của Hắc Ngột thiếu, đồng thời kéo nó xuống. Nếu là loài chim khác, chịu công kích như vậy, không lòi ruột cũng gãy xương mà chết. Nhưng tiểu Hắc Ngột thiếu này dù sao cũng là nhi tử của thánh thú,
Hơn nữa trong quá trình trưởng thành phục dụng không ít đan dược, bởi thế thân thể vô cùng rắn giỏi. Lúc này bị Bảo Trư kéo xuống đất, trên thân thể Tiểu Điểu không chút thương tổn, nó chỉ không ngừng há miệng kêu lớn, khiến cả căn phòng vô cùng ồn ào. Hàn Nhất Minh cau mày nói: "Sở lão ca, chuyện gì xảy ra vậy?" Sở Hảo Châu nhún vai nói: "Bảo Trư thích Tiểu Hắc Ngộ Thiếu, hơn nữa tiểu gia hoàn này trong trạng thái yên ổn đã lâu, bởi vậy ta nhờ Bảo Trư chỉ dạy nó cách sinh tồn." Nghe âm thanh không cam lòng của Tiểu Hắc Ngộ Thiếu vang vọng, khóe miệng Hàn Nhất Minh khẽ nhếch lên. Mặc dù tiểu tử kia bị Bảo Trư bắt nạt, nhưng âm thanh của nó tràn ngập đấu trí, không chút nào vì hoàn cảnh lúc này mà ảnh hưởng. Hàn Nhất Minh chân thành nói: "Lão ca, hào thủ đoạn, ngày sau tiểu gia hoàn này khẳng định là cánh tay đắc lực." Sở Hảo Châu chậm rãi vớt dầu, cười lớn: "Thành tựu của Tiểu Hắc tuyệt đối không thể hạn lượng." Đôi mắt lão đầy vẻ kiêu ngạo, trên mặt mơ hồ cảm giác muốn bay lên. Hàn Nhất Minh trong lòng thầm than: "Hết thảy quả là duyên phận. Đầu Hắc Ngộ Thiếu Vương kia dưới đất có linh thiêng, chắc cũng không trách cứ gì Sở Hảo Châu nữa." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 174 của bộ truyện Tinh Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.